Tình si phụ bạc, lưu ly tự mất. Tiểu sư muội, đường đi đúng rồi. Tiến về phía trước, đừng ngoái đầu lại. Tôi tên là Linh Độ, độ trong độ người độ mình. Tôi chỉ lớn lên trên đỉnh núi cao. Thiên mệnh muốn tôi cứu người khỏi nước lửa. Đã không thương tôi thì mời người khác đi. Trên địa bàn của tôi chính là bản thân của trẫm. Võ Lâm 17, Mục 30 Kim 70. Tìm một cái. Này người phía trước nhanh lên. Sao vẫn chưa đi? Nhỏ tiếng thôi, người đó trông có vẻ không khỏe, hơi khó chịu. Thế này mà còn đến chèn chút. Môn phái nào dám nói vậy? Này đừng làm trì hoãn người phía sau chúng tôi. Thằng cấp thật buồn cười. Đặt tay lên. Thâm nghiệm bát tự ngày sinh của mình. Chuyện gì vậy? Sinh vào tiết tiểu hàn, nước độc phủ động. Đây là thuộc tính binh đầy đủ bẩm sinh. Linh căn băng thuần, cổ linh 13 là linh căn băng đầy đủ. Vô lượng phủ. Mời tiến lên quảng trường trên đỉnh núi chờ các môn phái chọn lựa. Báo danh theo số trên màn. Chủ nhân thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Phải biết rằng, chỉ còn một ngày thu nhập thôi đấy. Theo khuôn mẫu tiểu thuyết tu tiên thông thường, linh khí có thể kéo dài tuổi thọ phải không? Không ăn thua gì cả. Nói tốt là sẽ hợp tác với hệ thống mà. Nhưng liệu có khả năng? Tôi nói có khả năng không? Cậu không sống được đến ngày bắt đầu tu luyện. Linh Độ vừa lên núi, vừa nhìn mục lục giới thiệu xuất hiện trong đầu. Đại sư huynh bị người yêu đào xương linh. Nhị sư tỷ Bạch Nguyệt Quang mang thai bị người yêu mổ bụng lấy thai làm thuốc hồi sinh. Tiểu sư muội bị ma tôn lừa gạt trộm bảo vật của môn phái, hết giá trị lợi dụng, bị vứt bỏ tàn nhẫn. Sư tôn thầm lặng cống hiến 3.000 năm, cuối cùng bị người yêu hiến tế cho thiên đạo. Chủ nhân ông ngực thở dốc, rồi kiệt sức, đậu xanh. Thế này mà cũng có thể happy ending hết à? Đám người giới tu tiên các người không lo tu luyện, đang nghĩ gì vậy? Tôi khi xem xong cũng phải nói một câu giáo dạy của tôi cho mày đấy. Chính vì những tình tiết này bị coi là chú ngữ, làm rối loạn giới tu tiên và mệnh người, nên quy tắc dao động, chủ nhân mới bị kéo vào. Liên quan gì đến tôi chứ? Tôn trọng chế diễu, quá chắc gì sao? Nhưng Linh Độ, cậu không thấy mình quá khó khăn sao? Có vẻ hơi. Vì chủ nhân chỉ còn một ngày tuổi thọ thôi. Ở thế giới thực, cậu đã chết vì bệnh tim do tức giận đấy. Chủ nhân muốn về cũng không về được nữa rồi. Biết đâu chỉ cần một não tình yêu, cắt đứt ranh giới của họ, hệ thống sẽ căn cứ vào mức độ não tình yêu để thưởng đan dược tương ứng. Chủ nhân có thể dùng làm thuốc cứu mạng. Hơn nữa Linh Độ, thiên bẩm không đủ của cậu, cần những bảo vật thiên địa cực kỳ hiếm, công pháp thông thường chắc chắn không đủ đâu. Nếu chủ nhân muốn dùng tu luyện để luyện tập, có nghĩ đến việc sức khỏe không tốt cũng sẽ cản trở tu luyện không? Độ thiếu thanh thanh, nghe tôi nói, tư chất linh căn của tôi có lẽ chỉ môn phái nhỏ mới nhận, nhưng tư chất linh căn của em tốt như vậy, chỉ sợ có thể vào đại môn phái. Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, tương lai chắc chắn phải sống cùng nhau, làm sao có thể chia cách? Em cũng không muốn xa anh, nhưng môn phái thu nhận người, em làm sao có thể quyết định? Em cùng anh đi tìm môn phái đi, anh thật sự không muốn xa em. Đợi chúng ta cùng ra ngoài, anh sẽ kết đạo lữ với em, nhưng em để anh suy nghĩ đã. Thanh Thanh, anh thật sự muốn ở bên em. Hơn nữa, làm sao anh có thể bỏ em một mình ở đại môn phái chứ? Ý của chủ nhân là chuyên nghiệp đúng chuyên môn, bảo đảm hài lòng. Chủ nhân xin chào, hệ thống cứu não tình yêu nhiệt tình phục vụ. Phó bản não tình yêu cấp sơ cấp xuất hiện. Nữ chính Độ Thiếu vì hôn phu Thanh Mai Trúc Mã từ bỏ tư cách vào đại môn phái. Theo hôn phu vào môn phái nhỏ không có tiền đồ, hôn phu lại vì một viên đan dược trúc cơ bỏ rơi Độ Thiếu vì con gái của trưởng môn, thậm chí để mặc con gái trưởng môn ghen tuông bắt nạt Đỗ. Cuối cùng Độ Thiếu vì thiếu tài nguyên tu luyện bị đuổi đi làm tạp dịch, cô đơn khốn khổ, cả đời chỉ là nông phu cơ bản, già yếu mà chết. Anh thề nếu em theo anh vào môn phái nhỏ, anh nhất định cả đời này vì em, suốt đời đối xử tốt với em. Nếu có vi phạm lời thề chắc chắn bị năm xét đánh. Tiếp tự đấy, em thấy trong truyện tranh đều nói thế. Chị này, chị để anh ấy thề đi. Đợi trời xanh mây trắng một tiếng sấm vang, lời thề trời đất thành rồi. Long Thanh thật sự có trời đất chứng giám, anh ấy thật sự yêu chị đấy. À đúng rồi, phải nói rõ nhé, tên của anh và tên của chị này nữa. Thiên đạo chứng giám, kết làm bạn đời, sống chết không rời. Nếu có phản bội, ắt bị trời phạt. Lời thề thiên đạo sao có thể tùy tiện thề? Trẻ con không hiểu nặng nhẹ. Thiếu thiếu, chúng ta lên trước đi. Đàn ông đại trượng phu, một lời đã nói, bốn ngựa khó đuổi. Vừa rồi anh không muốn thề sao? Chỉ muốn chị ấy mau chóng đồng ý với anh thôi à? Không sao chứ? Tôi không sao. Chị thật tốt, cô thế này chắc một mình cũng không lên được. Tôi đỡ cô nhé. Ăn. Chị thật tốt, chị tốt bụng như vậy, xứng đáng được người đàn ông tốt nhất thiên hạ yêu thương. Mùi trà thơm quá. Đỗ Thiếu đỡ Linh Độ, một lúc thành ba người cùng đi. Ly Động có chút không hài lòng,
Nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa con đường tu tiên vốn chỉ có thể dựa vào bản thân. Em giúp anh ta như vậy chẳng phải là gian lận sao? Hơn nữa với tình trạng cơ thể của anh ta, chỉ sợ không môn phái nào nhận anh ta lên núi đâu. Ngược lại là một sự giày vò. Thật xin lỗi, làm anh hiểu lầm rồi, em là con gái. Nhưng anh nói đúng, con đường tu tiên vốn là tu hành một mình. Chị mau buông tay đi, kẻo bị anh ấy trách móc. Em vì sinh ra đã mang bệnh nên bị bỏ rơi, bẩm sinh cô độc. Chị là người đầu tiên tốt với em. Em chúc chị được đại môn phái nhận vào, một đường thăng tiến. Ly Động, sao anh có thể nói vậy? Chỉ là việc nhỏ thôi, nếu không giúp mới là lỗi của chúng ta. Linh căn băng thuần, tư chất phi phàm, chỉ tiếc bệnh vào tận xương tủy, mạch tim bế tắc, có tư chất cũng vô ích, lại là kẻ không thể tu luyện. Thật đáng tiếc, ta thấy đứa trẻ này, đôi mắt này, nhìn thấu chuyện đời, mới hơn 10 tuổi đã thông suốt như vậy. Có thể thấy linh căn gần chữa khỏi, tư chất của thật phi phàm, chỉ cần dùng thuốc thông xương tủy cũng không phải không thể tu luyện, chỉ là tốn nhiều tài nguyên. Em rằng thánh môn của ta không dám nhận, đừng quan tâm đến nó. Tôi dẫn em là việc của tôi. Đi thôi, tôi tên Đỗ Thiếu, thiếu trong thiếu dược. Linh Độ, tôi tên Linh Độ, độ trong độ người. Tên hay đấy, Linh Độ. Em có môn phái nào muốn gia nhập không? Ba tông sáu phái 10 môn ở Trung Châu, mỗi nơi có sở trường riêng. Nghe nói người có tư chất tốt còn có quyền lựa chọn đấy. Em ư, với thân thể tàn tạ này, như anh ấy nói, làm gì có môn phái nào muốn chứ? Nhưng chị có thể còn cơ hội lựa chọn đấy. Chị có môn phái nào muốn vào không? Sao phải tự ti như vậy? Chỉ cần nhìn tư chất phi phàm của em, chắc chắn nhiều môn phái sẽ tranh giành. Ban đầu nghĩ được vào vô môn đã là tốt lắm rồi. Nếu được chọn thì huyền hồ tề thế, tất nhiên là tốt hơn. Cứu người độ thế, đây là đại đạo, chí hướng của chị cao quý, chắc chắn sẽ được toại nguyện thôi. Ôi, chuyện này còn chưa biết đâu. Hơn nữa, nếu em là anh ấy, chắc chắn sẽ thành toàn ước mơ của chị. Vì ước nguyện của người mình yêu, chẳng phải là ước nguyện của mình sao? Viết ước nguyện, một là tạo phúc cho thiên hạ. Ừ, gần tề thế tông thường có các môn phái nhỏ, anh ấy không nỡ xa chị, tất nhiên sẽ tìm môn phái nhỏ gần tề thế tông. Như vậy nếu nhớ nhau, lúc nào cũng có thể gặp mà. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại 50%, phần thưởng rơi ra nghĩa khí thư và đan thành nhất. Mời chủ nhân tiếp tục cố gắng nhé. Độ duyên độ mình, thiên đạo phù hộ. À, thân thể này cứng quá. Em không sao chứ? Hi hi, em không sao đâu chị, đừng lo, em tự hồi phục được. Ua, trong sách chẳng phải tu sĩ ăn đan dược, thế giới lại hết nước sạch à? Người giới tu tiên các người, uống thuốc không cần nước à? Thật sự không có ai bị nghiện chết vì ăn đan dược sao? Linh Độ nghi ngờ cuộc sống 3 lần liên tiếp. Xin lỗi nhé chủ nhân, quên mất chủ nhân là phàm nhân. Xin thứ lỗi cho sự đường đột, cổ họng của người tu tiên các người làm bằng sắt à? Này, cường độ cơ thể tu sĩ cao, chủ yếu là quen rồi, cậu quá yếu đấy, hư. Đừng động vào cậu ấy, tránh xa ra, đừng làm phiền cậu ấy, hấp thu linh khí. Kinh ngạc khi phổi của cậu thông suốt rồi, tự cảm nhận được sự lưu động của mạch, thêm vào đó là thiên phú binh lính đầy đủ, nên tự động học được cách hấp thu linh khí. Luyện khí đã đạt đến giai đoạn đầu của phụng xuất cảnh. Ô, cậu không hổ danh là người được thiên tuyển tu tiên. Ô, luyện khí rồi à? Ngực cũng thấy tức. Hơi thở cũng khá ổn định, cũng tốt, chỉ là hơi thơm. Hệ thống, cậu bán thuốc giả à? Tôi đâu có, đó là máu ứ của bệnh cũ nhiều năm trong cơ thể cậu đào thải ra. Đừng nhìn nữa, phải trả tiền đấy, mỗi người 10 đồng. Chỉ 10 đồng thôi à, Linh Độ, quá ít rồi. Một phàm nhân leo núi mà có thể lập đan, chỉ mất một khắc đã lập được. Ngàn năm qua cậu là người đầu tiên, ít nhất cũng đáng ngàn vàng. Hừ, cảm ơn, 1000 linh thạch của trời rơi xuống đây. Tâm trạng tốt. Thanh Thanh, đi thôi, lên núi. Haha, bẩm báo, cậu ta đã nhập đạo. Nhập đạo Phật đạo thì không phải đạo. Ta thấy cậu ta thông suốt phóng khoáng như vậy. Cậu Phật Thánh yêu tăng, Phật tự không chứa nổi kim thân của ngươi, chạy đến đại tuyển môn phái Trung Châu của ta gây rối. Thú vị, thật thú vị. Yêu tăng, các người Trung Châu đều gọi ta như vậy à? Đứa trẻ này là của Trung Châu chúng ta, Vô Thượng Tông ta nuôi được nó. Đứa trẻ này trông có vẻ bẩm sinh không đủ, em rằng có bệnh ẩn. Đến tề thế tông ta, chúng ta có thể cứu nó. Tôi nghĩ tôi cũng có thể. Không, ngươi không thể. Sinh lão bệnh tử, tám khổ tương tùy, độ người độ mình là con đường của Phật môn ta. Nếu nhập Phật ta, tự có thể đạn nhân của chị khổ đau. Sao? Phật môn các người một vân ma là tín đồ chưa đủ sao? Nhất định phải đến Trung Châu ta cướp người à? Ngươi đã gây phẫn nộ cho mọi người rồi. Phẫn nộ ư? Có bản lĩnh thì diệt Phật đi. Quẻ tượng này vốn chất yểu, quẻ tuyệt mệnh, lại sinh ra một lần nữa, tuyệt xứ lại gặp sinh cơ, mà duyên này có mấy đời, quá kỳ lạ. Sao lại có người mệnh do chính mình thay đổi, lại không phải trong truyện tranh. Đồ thiếu, em biết không, anh thật sự thích em, anh cũng chỉ có em, anh ước gì lúc nào cũng ở bên cạnh em. Chúng ta vào cùng một môn phải tu luyện không tốt sao? Chị ơi, vừa nãy anh ấy mới nói đại đạo tu tiên này chỉ có thể một mình đi, sao bây giờ lại muốn cùng chị tu luyện vậy? A hi hi, em hiểu rồi, chắc chắn là anh ấy quá yêu chị nên không nỡ xa chị. Vậy anh ấy cứ theo chị vào đại môn phái đi, dù sao nếu chị mở lời, có lẽ môn phái cũng có thể cho anh ấy vào. Tuy không phải là đệ tử chính thức, nhưng cũng có thể ở bên chị hàng ngày,
làm sao có thể giống nhau được? Đối với tôi chỉ là một tạp dịch, tôi đường đường là một đại trượng phu, làm sao có thể bỏ tương lai để theo cô ấy chứ? À, vậy ý của anh là chị theo anh đến môn phái nhỏ thì không phải là bỏ tương lai sao? Anh không muốn vì chị mà bỏ tương lai, sao lại muốn chị vì anh mà bỏ đại đạo chứ? Hay, lấy mình đo người. Nếu em là anh, chắc chắn không nỡ để chị từ bỏ tài nguyên ưu việt của đại môn phái, cùng em sống khổ cực. Ừ, dù sao chị cũng tốt như vậy, xứng đáng với những thứ tốt nhất trên đời. Chủ nhân, có phải hơi quá không? Ánh mắt của tên đều nhìn cậu có sát khí đấy. Anh nói có đúng không? Thằng nhóc này, sao cứ nói những lời hòa mỹ lừa người thế? Anh hùng dữ quá. Chị ơi, em sợ anh ấy đánh em. Chuyện gì vậy? Nó còn là đứa trẻ, cũng không nói sai điều gì. Rõ ràng là nó đang ly gián quan hệ của chúng ta, mê hoặc em. Các vị, số 666. Hừ, cái gì? Lão Lục lại có số đẹp thế này à? Số 666. Ừ, Lão Lục chính là tôi. Con có muốn vào Vô Thượng Tông của ta không? Vô Thượng Tông ta là đệ nhất đại tông ở Trung Châu, tài nguyên tu luyện phong phú, chắc chắn sẽ không bạc đãi con đâu. A ha, thực ra con à, ta thấy con bẩm sinh thể chất âm mạch chỉ sắc. Nếu đến tề thế tông của ta, tông ta là đệ nhất tông về ý tu, chắc chắn có ngày sẽ chữa khỏi cho con. Quy Nguyên Tông chúng ta tuy không bằng Vô Thượng Tông, nhưng cũng là một trong ba đại tông ở Trịnh Châu. Một nửa pháp tu thiên hạ đều xuất thân từ Quy Nguyên chúng ta. Này, nhìn chúng ta đi. Tôi uống thuốc rất nguy hiểm, nên uống thuốc tốn tiền lắm. Nhưng thuốc nhà mình thì không tốn tiền đâu. Chúng ta không có gì khác, chỉ là không thiếu tiền thôi. Biết vậy cũng học theo các môn phái nhỏ, tìm một tấm biển đẹp làm chút mặt tiền cũng rất cần thiết. Vậy hỏi Vô Thượng Tông đi. Dám hỏi Vô Thượng Tông có liên quan gì đến có tiền uống thuốc không? Con yên tâm, Vô Thượng Tông chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi con đâu. Con yếu, ngồi xuống đây đã. Trong kịch bản chưa có cảnh cậu trên đường lên núi được ba tông tranh giành đâu. Chuyển biến không tệ. Wow, không tệ đấy. Sao thế, nhìn ngay người à? Tôi nói cho cậu biết, Vô Thượng Tông rất nghèo đấy. Cậu có muốn theo tôi không? Tôi bảo đảm cậu sẽ trở thành thiên tài số một giới tu tiên. Thế nào, điều đó có lợi gì cho ông không? Cậu thật là, tôi chỉ thấy thú vị thôi, không đủ sao? Không đủ, tất cả theo tôi đi. Họ cho cậu được gì tôi đều có thể cho cậu. Đầu chọc xấu quá, tôi không muốn chọc đầu. Cũng là lý do đấy, cậu có thể không cạo đầu. Tôi có rất nhiều công pháp thiên phẩm bí truyền. Phật tu tốt gì mà không cạo đầu. Ông tự cạo rồi còn gì. Đừng thấy tôi nhỏ tuổi mà lừa tôi. Tự giới thiệu một chút, tại hạ Uy Chí, người Trung Châu các người gọi tôi là Yêu Tăng. Đây là Yêu Văn, tôi nuốt một con rắn sắp hóa rồng. Vậy ông ăn cũng khỏe đấy. Tôi ăn một con rồng. Này, cậu biết ăn một con rồng nghĩa là gì không? Tôi rất hung dữ đấy. Cậu thật sự không sợ sao? Tiến độ nhiệm vụ hiện tại 90%, phần thưởng rơi ra. Lệ nghĩa khí thư và đan thành nhất. Chúc mừng chủ nhân đã thay đổi điểm mấu chốt. Đã thay đổi số phận của não tình yêu. Vẫn chưa đến 100% sao? Vẫn chưa chia tay. Đúng vậy. Đô thiếu chỉ nghe lời chủ nhân, không từ bỏ lý tưởng của mình. Nhưng duyên trời vẫn chưa đứt. Chỉ có cắt đứt hoàn toàn duyên trời, nhiệm vụ của chủ nhân mới coi là thành công. Hài lòng chưa? Vẫn chưa đủ. Nếu não tình yêu cuối cùng trong cốt truyện xuất hiện, ngay cảnh Huyền, đệ tử thân truyền của Vô Thượng Tông, bị trà trộn vào môn phái, sau khi bị ma tôn giả dạng tiểu sư đệ lừa gạt bằng lời ngon tiếng ngọt, nhanh chóng xa vào lưới tình. Ma tôn nói dối, cần bảo vật của môn phái để chữa bệnh cho mình. Ngay cảnh Huyền liền sẵn lòng trộm bảo vật của môn phái cho hắn, rồi cùng hắn đào tàu khỏi môn phái, nhưng bị vứt bỏ, kinh mạch bị ma kiếm cầm đoán, rơi xuống vực sâu của Vạn Đại Sơn. Còn ma tôn sau khi có được bảo vật, đã tàn sát Vô Thượng Tông. Vô Thượng Tông bị thương nặng, không còn là đệ nhất tông ở Trung Châu nữa. Còn ngay cảnh Huyền chịu đủ khổ sở, cuối cùng nuốt vô số ma hồn trong vực sâu, sau đó rơi vào ma đạo. Nhưng vô tình bị bắt đến ma cung, trở thành nữ nô của ma tôn. Để báo thù, ngay cảnh Huyền chịu nhục, giả dạng một khuôn mặt khác ở bên cạnh ma tôn, tìm cơ hội giết chết ma tôn. Nhưng trong quá trình ở chung hàng ngày, lại yêu ma tôn một lần nữa. Vô tình phát hiện bức họa bạch nguyệt quang trong thư phòng của ma tôn, hóa ra chính là mình. Cuối cùng sau nhiều lần bất ngờ, họ bày tỏ tình cảm với nhau, sống bên nhau. Thực tế vì nữ chính đã trải qua nhiều khổ sở, cưỡng ép biến thành ma, tổn hại không thể bù đắp, và ma tu không có chuyển thế, chỉ có thể hóa thành cho bụi. Dù sau này ma tôn không ngừng tìm kiếm bảo vật thiên địa để nâng cao tu vi cho ma hậu. Ngay cảnh Huyền vốn là thiên tài chính đạo nên bay lên tiên giới, vì duyên phận lệch lạc nên khi kết đan đã hồn phi phách tán. Chủ nhân, bây giờ mọi thứ vẫn chưa bắt đầu đâu, nên đừng vội. Cậu không vội tôi vội chứ? Mạng tôi còn mấy ngày nữa, một năm. Rất ghen tị à? Tôi nói cậu rất ghen tị với kiểu cô gái ngây thơ được nuông chiều từ nhỏ. Khoan đã, chuyện tranh. Nơi này ta không tiện ở lâu, hẹn gặp lại nhé, nhóc con. Dám hỏi chân nhân, tại sao Vô Thượng Tông mỗi năm chỉ nhận có vài đệ tử vậy? Thái ít mà tốt. Hơn nữa các người đã đủ đông rồi. Nhiều hơn nữa tài nguyên môn phái không cung cấp nổi. Năm nay nhận ít hơn 2 đệ tử. Sư tỷ trưởng môn còn nói năm nay có thể nhận 6 người. Một người bằng 3. Em tỉnh rồi à? Anh mang đậu xanh bánh từ nhà đến. Là thập phương trai mới làm đấy, ngon lắm, em ăn không?
thân thủ nhanh nhẹn quá. Đa tạ trưởng lão ban trà, ha ha. Đừng trách họ. Hai người họ không thể nói chuyện với các người là vì họ đã hẹn năm nay sẽ nhận đệ tử, không được tiếp xúc với tân đệ tử trước đó, nếu không sẽ bị coi là cạnh tranh không công bằng. Cậu muốn hoa mẫu đơn giả, sao không tặng cậu ấy một bình nước? Đối với các cậu là cuộc sống, đối với tôi là sinh tồn mà. Hạn hán gặp mưa rào, giải khát đều là trà ngon. Được rồi, vậy để lúc khác nói. Đại hữu hảo, tôi tên là Nghe Cảnh Huyền. Khoai cần ốc ngọc, tâm nhược chi huyền. Tên đẹp đấy, tại hạ Linh Độ. Cậu còn chóng mắt không? À, tôi còn có bánh sơn tra và mận xanh đây. Xin hỏi đạo hữu cẩn thận sao cứ nhìn tôi như vậy? Vì cậu đẹp trai mà. Lúc nãy còn trách người ta phí phạm đồ tố, bây giờ chính cậu cũng đang phí phạm tôi. Tôi biết cậu nói nhìn cậu phải trả tiền, đồ ăn tôi vừa cho cậu cũng coi như trả trước rồi. Đạo hữu Cảnh Huyền có hiểu không? Đối với người ngoài không liên quan, tất nhiên là phải thu phí. Nhưng với cậu, không lấy tiền. Đây là đỉnh chính của môn phái. Ba nén hương kính trời đất, tổ tiên và đại đạo. Giờ các con đã vào vô thượng tông chúng ta, tất nhiên phải gặp trưởng môn của chúng ta trước. Tiên tử trong sáng không là màu quá. Gặp qua trưởng môn. Được rồi, vốn cũng chỉ có mấy người thôi, giả vờ nghiêm túc làm gì. Môn phái này sao có vẻ không giống tưởng tượng nhỉ? Lừa đâu ra một đứa nhỏ thế này? Đáng thương, gầy như que củi. Đâu, còn dẫn nó đi cho sư thúc xem qua. Sư thúc xem thử, dược liệu cần thiết. Khâu của môn phái có gì cứ lấy. Nếu không có, thì xem đất màu mỡ sau nồi có thể trồng được không. Không thì các con đi mấy lần vào bí cảnh đi. Dù sao tôn chỉ của vô thượng tông chúng ta là tự cung tự cấp mà. Sư tỷ trưởng môn, chị để lại chút đào tường cho bọn trẻ đi. Đã lừa về được rồi, còn chạy đi đâu được nữa. Đã chỉ có 4 đệ tử. Năm nay hai người các người nhận đệ tử thì chia đều đi. Mấy đứa đi trồng trọt vẫn chưa về, nên tối nay ta nấu ăn. Được rồi, đều là con cái nhà mình, cũng không nói những lời hư ảo nữa. Đã muộn rồi, tu vi các con còn nông cạn. Điều đó rồi phải không? Ăn cơm trước đặt, ăn xong rồi nói tiếp. Để đứa trẻ đó ăn xong đến thẳng lầu các. Có lẽ Viêm Dạ Tiên Tôn đang bế quan ở cấm địa, muốn nhận con làm đệ tử. Ông ấy cũng có linh căn băng bẩm sinh, cũng là đệ tử cuối cùng của sư tổ ta trước khi phi thăng. Ta coi con như đệ tử, con lại muốn làm sư muội của ta. Còn món cuối cùng, đợi chút nhé. Vô thượng tông này không bình thường, thật sự không bình thường. Nhưng mà thơm quá. Có vẻ hôm nay sư tỷ trưởng môn để chiếu cố các con đã dùng linh thú cấp thấp. Đối với những tu sĩ mới nhập đạo như các con, linh khí vừa đủ. Đây là thịt mông linh thú cấp thấp và hạt hướng dương tự ước của môn phái chúng ta. Đất của vô thượng tông rất tốt, hạt hướng dương này mới ước không lâu. Còn có rượu thư yến này, chỉ có đại lễ mới dùng đến. Đây là để chúc mừng các con tân đệ tử nhập môn. Ha ha, tôi thể yếu ăn ít thôi. Cậu ăn nhanh một miếng đi. Một miếng thôi. Ừ, cũng được. Ừ, trưởng lão, các người không ăn sao? Chúng ta không ăn, đợi các con đến cảnh giới phi dương, có thể hấp thu linh khí trời đất làm của mình, cũng không cần ăn cơm nữa. Trưởng môn, cơm chân nhân nấu thật ngon quá. Sư muội ăn nhiều thế không sao chứ? Ừ, ví dụ như... ví dụ cô ấy sắp tiến giai. Haha, con xem này, ta đã nói rồi, thiên tài của môn phái chúng ta hấp thu linh khí còn dễ hơn ăn cơm uống nước. Con xem này, chúng ta tu luyện ngồi thiền, cách chuẩn là ngồi xếp bằng, năm tâm hướng trời. Con xem, linh độ hoàn toàn không đúng chuẩn. Đây là ví dụ phản diện, không thể học cách ngồi như nó mà vẫn tiến giai được, là vì thiên phú của nó có thể cảm ngộ cơ hội lưu chuyển. Và lý do bắt các con ngồi thiền đúng cách là tư thế năm tâm hướng trời có thể cảm nhận thiên địa tốt hơn, cơ hội lưu chuyển. Hừ, người yêu đâu? Điện tư học bị sư muội nổ khi luyện đan lần trước, con đã sửa xong trong đêm rồi. Sư phụ, người không cần để tân đệ tử giỏi ngồi thiền. Mặc Lâm, đây là tiểu sư muội của con. Nghe Cẩm Huyền, đây là hai đệ tử của sư thúc con, cũng là sư đệ đồng môn của con. Đó có lẽ là tiểu sư thúc của con. Linh Độ, con là đệ tử tương lai của Diêm Dã sư thúc. Hôm nay là nhị sư muội, nấu ăn không cho thêm gì không nên cho vào chứ? Không có, Thiên Vũ, chỉ phụ giúp thôi, biết món ăn chắc không sao. Cái gì? Phạm, có độc. Âu, không phải vậy, vì đệ tử này. Mặc Lâm, gặp qua tiểu sư thúc. Não tình yêu nặng trong cốt truyện chính xuất hiện. Mặc Lâm, đại sư huynh cùng lứa ở vô thượng tông, sinh ra đã có linh cốt, từ ngày chào đời đã có thể hấp thu linh khí tu luyện. Khi đi ra ngoài đã mang về một mỹ nữ. Thiệu phi sinh ra đã tuyệt mạch, không thể tu hành, chỉ có thể dùng cổ trùng nhập thạo thành giả đan. Chỉ có thể tu luyện mà không thể phi thăng. Ngày Thiệu phi và Mặc Lâm kết làm đạo lữ, đã đào linh cốt của anh ta, dùng bí thuật trả linh cốt cho mình, rồi bỏ đi. Mặc Lâm từ đó trở thành phế nhân, trong cơn tức giận đã tự hủy, mang theo ký ức chuyển thế tu lại, lại gặp Thiệu phi, trở thành tiểu sư đệ của cô ấy. Không ngờ Thiệu phi lại quan tâm chăm sóc anh ta, tận tình chăm sóc, thậm chí nhiều lần vì anh ta mà liều mình. Một lần hai người bị mắc kẹt trong ảo cảnh, Mặc Lâm tỉnh lại trước, nhưng vô tình phát hiện tâm ma của Thiệu phi lại là mình. Trong mơ hai người kết hôn, bắt đầu đến già, Thiệu phi bị mắc kẹt trong đó, tự nguyện không ra.
Mặc Lâm cưỡng ép phá vỡ ao cảnh của Thiệu Phi, vừa yêu vừa hận cô ấy. Vô tình phát hiện Thiệu Phi đối xử tốt với thân thể này, chỉ vì mình giống kiếp trước vài phần. Cử chỉ hành vi cũng rất giống, coi mình là thế thân của Mặc Lâm. Hai người lòng vòng, cuối cùng vẫn đến với nhau. Nhưng trước đó giả đan độc phát tác, khiến Thiệu Phi sống không bằng chết, vẫn không thể phi thăng. Mặc Lâm ngày ngày như máu cạn kiệt, cuối cùng ẩn cư nơi xa, cả đời còn lại tìm cách kéo dài mạng sống cho cô ấy. Tiểu sư thúc sao lại nhìn con như vậy? Ngươi cũng đói à? Không, con no lắm rồi. Đúng rồi sư muội, ta dẫn muội đến Lạc Trạch. Có lẽ sư thúc đã đợi đủ rồi. Mặc Ly, ăn xong dẫn muội đến thẩm mỹ hồi lưỡng dực phong. Ồ, đệ tử định mệnh nhỏ của ta đến rồi. Sư phụ, người mặc cái quần vào đi. Sư thúc, con đã đưa người đến. Con xin cáo lui trước. Ác thiên phú linh căn băng, tâm mạch bị tổn thương, phổi bị tổn thương quá nửa, bẩm sinh thể yếu. Này, con sống đến 13 tuổi kiểu gì vậy? Cái khác thì thôi, tâm mạch khó chữa nhất. Nhưng con yên tâm, đã là đệ tử định mệnh của ta, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho con. Chỉ biết ngồi không ăn bám kia, Đại Việt nuôi không nổi con đâu. Sau này con theo ta là được. Đa tạ sư phụ. Tên gì? Độ nào? Độ người trước độ mình. Đồ nhỏ bẩn thỉu, có phải con thấy sư phụ con không giống tưởng tượng? Đã độ người trước độ mình, vậy thử xem con có thể tự độ không đã. Ừ ha ha, có ích hơn ta tưởng nhiều. Này đừng hít thở mạnh nữa, không tốt cho phổi vừa mới thông của con đâu. Bây giờ con an toàn rồi, từ từ thôi, cùng ta điều tức. Cũng không biết thuốc có thay đổi không. Tạm ăn vậy. Cách sư phụ dạy đệ tử thật độc đáo. Ha ha, ta đã 500 năm không gặp người. Nếu không phải thiên mệnh chỉ định, ta sẽ không gặp ai nữa. Cho đến khi phi thăng, tiểu đồ đệ, con phải thông cảm cho một ẩn sĩ núi rừng, để tu luyện tốt hơn, để hóa thiên địa. Một mình không mặc gì cũng là bình thường. Con phải nhớ, khi ai cũng có thể bóc chết con, dù là sư phụ con hay bất kỳ ai, con đều phải đề phòng. Đa tạ sư phụ chỉ dạy, nhưng từ bây giờ, những lời ta nói trước đó không tính, vì bây giờ có ta bảo vệ con rồi. Ha ha, con quả nhiên là thiên tài như ta. Người ta nói sư phụ là kiếm đạo đệ nhất, lần đầu gặp đã làm chấn động cả Trung Châu. Nếu con giống sư phụ, sau này cũng có thể làm chấn động Trung Châu không? Ai nói với con thế? Ta dùng một kiếm làm chấn động cả Trung Châu. Bên ngoài đều nói vậy mà. Ừ, xem ra con thật sự không biết gì về sư phụ. Vô Thượng Tông có lẽ từng có kiếm tu thuần khiết, nhưng sư phụ con không phải. Lạc Trạch này là một trận pháp hàn băng tự nhiên, chỉ là ta sửa đổi một chút, biến nó thành trận pháp thích hợp cho linh căn băng chúng ta tu luyện. Sư phụ con 50 tuổi đã đăng đường nhập thất về trận pháp. Năm 100 tuổi, trong đại hội trận pháp, đánh bại 3 vị đại sư trận pháp nổi danh ngàn năm, đoạt ngôi đầu. Vì tự vệ mới bắt đầu học kiếm thuật, tiện thể đoạt luôn hạng nhất bút thí Trịnh Châu Tông mà thôi. Nếu không phải ta là linh căn băng để khống chế lửa, có lẽ ta còn có thể có thành tựu trong luyện khí và luyện đan. Vậy tại sao con lại nghĩ ta là kiếm tu không não như vậy? Ừ, nhưng sư phụ chỉ đưa con mấy quyển sách. Đại toàn pháp thuật cơ bản giới tu tiên, đồ giải chi tiết kinh mạch huyệt vị, tập đàm giới tu tiên và niên kỳ đại sư giới tu tiên. Con không hiểu cũng bình thường mà. Con mới phóng xuất kính. Phóng xuất kính để củng cố nền tảng cơ thể mới quan trọng. 8 tuổi còn khỏe hơn con bây giờ. Đúng. Con chỉ là đứa ốm yếu, bệnh này không chữa được, chờ chết thôi. Chết cái đầu con. Con tưởng nước Lạc Trạch là nước gì? Đệ tử thân truyền Tề Thế Tông một năm mới có một bình, dùng để luyện đan cũng chỉ dám cho 1-2 giọt linh dịch. Ta lấy làm nước tắm cho con. Con có thể cố gắng chút không? Con bẩm sinh thiếu thốn thì làm được gì chứ? Linh động này, con nhìn đôi mắt của ta đây. Nhìn gì? Sao thế? Ta là người mù, mù bẩm sinh đấy. Ha ha ha. Khi một người mù có thể trở thành trận pháp sư, cần đo đạc chính xác mọi thứ. Còn có gì là không thể chứ? Nên dù thân thể con tàn tạ, mạnh yếu, ta nguyên gia đã là sư phụ con, ta sẽ giúp con trở thành kỳ tích thứ hai trên đời này. Nên con là đệ tử của ta, không cần con hơn thầy. Ít nhất cố gắng sống sót đi. Đến giờ rồi, đi muộn đùi gà lại bị cắn mất. Nhanh lên, sư phụ, muốn đánh cược không? Cược gì? Con sẽ trở thành chấn đạo ma thủ sớm hơn thầy một năm, không cần học kiếm thuật, cũng có thể đạt ngôi đầu đại tỷ Trung Châu. Ha ha ha, tốt nhất là con làm được. Không xong rồi. Nhị sư tỷ, nấu canh, làm nổ bếp lò rồi. Bếp lò nổ rồi. Tiểu sư thúc, con chỉ muốn nấu cho người một nồi cao a dao bổ khí huyết. Tiểu sư thúc đã đến rồi, người nếm thử đi. Ừ, ta cảm kích rồi. Nhưng ta thấy à, cái cao này, nó thực sự là... Mặc dù cái cao này, nó trông không ăn được. Ừ, nhưng ta nghĩ, độ nhất và độ cháy này có thể dùng để... Đại sư huynh xây tường vá gạch, sư muội, và xong rồi, số còn lại này làm sao đây?
cũng không thể lãng phí. Vậy mang đi cho lợn ăn đi. Sư muội, con lợn được trong vườn thú mang thai không phải do muội chứ? À sư huynh, làm sao muội có thể? Ta nói muội cho lợn ăn thuốc luyện phổi gì vậy? Làm lợn được mang thai? Toàn là dược liệu quý hiếm, không thể lãng phí thì cho lợn ăn thôi. Nhân tài đây rồi, đan dược mang thai truyền thuyết ra đời rồi. Đàn ông dùng được không? Ừ. Sư huynh, đói đói, cơm cơm cơm. Cơm, các con ra hồ núi ngồi thiền tu luyện một lúc đi, ta sẽ nấu cơm ngay, con giúp nhé. Tạm được, sao vài món ăn đi. Theo cốt truyện, Mặc Lâm sẽ xuống núi lịch luyện vào mùa hè năm nay, mang về duyên phận định mệnh của anh ta. Tôi có nên đi cùng không? Đề xuất hệ thống giải quyết vấn đề từ gốc, để Mặc Lâm tránh duyên phận, như vậy cũng có thể sớm có dược liệu mới để chữa trị. Sau khi giải quyết vấn đề, phần thưởng là gì? Một hạt sen thiên tâm, có thể dùng để sửa chữa tim của chủ nhân. Nếu hoàn thành 50% thì sao? Vì là não tình yêu trong cốt truyện chính, cứu trục nhân vật chính, mỗi điểm cốt truyện hoàn thành đều có phần thưởng đan dược. Nhưng một khi cốt truyện đi sâu vào tình cảm nhân vật chính, rất có thể không hoàn thành nhiệm vụ, không có được dược liệu quan trọng cần cho thân thể này. Ô thân ái, nên bên này đề xuất thân ái nhanh chóng chặt đứt mối tơ vò. Cậu có hiểu lầm gì về tôi không? Rau xào chín mới ngon vào bụng mà. Cậu muốn tôi trực tiếp loại bỏ duyên phận của Mặc Lâm, không để họ tiếp xúc. Tôi thấy chưa chắc đã là chuyện tốt. Tôi thấy chủ nhân chỉ muốn cắt cỏ của tôi thôi. Hệ thống nhà người ta đều bắt phải theo cốt truyện, hiệu ứng cánh bướm và quán tính cốt truyện. Trong thế giới này không có sao. Không hiểu thân ai ạ. Tôi cũng lần đầu làm hệ thống, phải thử xem thân ai ạ. À đúng rồi, 10 ngày nữa tôi phải xuống núi. Lúc đó nếu trưởng lão không đáng tin, tiểu sư thúc phải chịu khó. Đừng để nhị sư muội vào bếp nhé. Tôi 13, Tần Huyền 15, Nguyên Dạ 16, Yến Thanh Thì. Tuy người tuổi nhỏ, nhưng theo vai vế người là tiểu sư thúc của chúng tôi. Thực sự là trẻ con không biết nấu ăn. Các trưởng lão bận rộn với mùa xuân và tìm kiếm tài nguyên tu luyện, mọi người đều vội vàng phi thăng không muốn trông trẻ. Nhưng người nỡ để mầm non Vô Thượng Tông chúng ta đói sao? Vô Thượng Tông chúng ta thiếu tiền đến vậy sao? Không thể thuê đầu bếp à? Con phải biết, đằng sau mỗi quy định của môn phái đều có một đoạn lịch sử đau thương không ai biết đến. Trước đây, đầu bếp môn phái chúng ta thuê bị môn phái khác mua chuộc. Tuy không dám hại mạng người, nhưng lén lút vào ngày trước khi chúng ta ra ngoài lịch luyện, đã cho chúng ta uống thuốc. Bề ngoài không có gì, nhưng chỉ cần vận chút linh lực, cậu sẽ đánh giám không ngừng. Quả thật đau thương, yên tâm đi, chỉ là nấu cơm thôi, tôi làm được. Có những người già ngàn tuổi, tuổi cao không làm gì cả, mỗi ngày ngồi bên sông băng câu cá. Có đứa trẻ 13 tuổi, tuổi còn nhỏ đã là mẹ nuôi 3 đứa con. Là ai không nói, nhưng nói đến sông núi, các con tân đệ tử này chưa từng thấy. Thanh Định Cử thuộc Vô Thượng Tông chúng ta trông như thế nào phải không? Này, để sư đưa các con xuống núi xem. Mỹ nhân nhặt được bên đường, treo trên tường sau cứ rất tốt, rất có tiềm năng đấy. Chuyện ra đi sát dẻo rồi, chắc chắn sẽ nổ. Này, không hổ danh là ma tự cơ của tôi. 3 ngày 3 vạn chữ, còn ai nữa? Này, mấy đêm nay cậu đi ăn trộm mà, sao mỗi ngày một giống ma vậy? À đúng đúng đúng, đi ăn trộm người. Sao nào? Thôi nào, lãnh cung Vô Thượng Tông có mấy người, không bế quan cậu ăn trộm ai. Đã bảo cậu đừng xem mấy thứ lung tung như giới tu tiên, Dị Thế Lục và Phong Vân Lục. Nếu cậu thực sự muốn xem chuyện anh hùng, cậu tự mình kê cái ghế ở cổng môn phái hỏi những chân nhân đó, ai mà không biết rõ hơn những gì viết trong sách vở. Hôm nay các con xuống núi đi dạo phố đi, cầm ít tiền nhé, mua vài bộ quần áo giày dép tốt. Con lớn thêm, nhớ mua thêm vài kẻ lớn hơn. Này, trước đây không phải cho con một túi chữ vật sao? Trong đó tiền không nhiều, chỉ có một hộp linh tinh, trong này toàn là đồ ăn vặt. 10.000 món đồ ăn vặt. Sư phụ, người giàu vậy sao? Ta là trận pháp sư, xây dựng khu vực đều cần ta, phí ra sân của ta rất đắt. Năm đó trong liên minh trận pháp có giá niêm yết 500.000. Linh thạch thượng phẩm đấy. Biết rồi, biết người 500.000 rồi. Tiểu sư thúc, đợi lâu rồi, gần đây thức khuya xem truyện tranh nên dậy muộn. Hôm nay tiệc ở quán ăn, công tử Lâm tôi bao hết. Tình si phụ bạc, lưu ly tự mất. Tiểu sư muội, đường đi đúng rồi, tiến về phía trước, đừng ngoái đầu lại. Tôi tên là Linh Độ, độ trong độ người độ mình. Tôi chỉ lớn lên trên đỉnh núi cao, thiên mệnh muốn tôi cứu người khỏi nước lửa. Đã không thương tôi thì mời người khác đi. Trên địa bàn của tôi chính là trẫm. Chủ quán, có chuyện không? Chuyện gì chuyện? Nhặt được bên đường, mỹ nhân trèo trên tường. Ừ, cậu viết đấy à? Làm sao có thể? Chỉ là thay sư phụ tôi chạy việc thôi. Tôi là một đệ tử, tất nhiên phải thực hiện ước mơ của sư phụ rồi. Ông xem sách này có thể in không? Sư phụ tôi tuổi đã cao, chỉ có mỗi sở thích này. Dù tôi phải tự bỏ tiền, cũng không thể để người ra đi với tiếc nuối được. Ôi, cậu thật là hiếu thảo. Đây thật sự là do sư phụ cậu viết à? Sư phụ tôi không nhìn thấy, nét chữ khó tránh khỏi thô ráp. Đọc được là được, đọc được là được. Thế là hết rồi à?
Đại sư huynh chắc như vậy sao? Cô gái cứ thế mà đi à? Kim đan bay lên thành tiên rồi. Này, cái này sư phụ tôi nói rồi. Nếu có người muốn xem, tất nhiên sẽ có phần tiếp theo. Ông xem có thể in không? Được 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 được, ôi lâu rồi không thấy. Chuyện tranh hấp dẫn đến vậy. Sư phụ cậu đúng là thiên tài. Chỉ là cái này, cái tên sách này hơi không đứng đắn. Ừ, người chính đạo e là sẽ không mua đâu. Không thử sao biết được. Thất tình lục dục vốn là chuyện thường tình của con người. Người tu tiên lẽ nào không có dục vọng? Trở nên mạnh mẽ là dục vọng, tình yêu cũng là dục vọng. Dục vọng có phân biệt cao thấp sang hèn sao? Khoan, mời cậu. Chúng ta chia theo tỷ lệ 3-7. Cậu họ gì? Song Mộc Lâm, à Lâm, tiểu sư phụ. Sau khi in xong sẽ gửi mẫu cho cậu. Địa chỉ của cậu? Không cần, vài ngày nữa tôi sẽ xuống núi gặp. Đi ăn ở Hương Mãn Lâu. Chủ quán thế nào? Ông in xong chưa? 5 ngày trước đã, lên kệ rồi, cậu đoán xem. Hi hi. Muốn cuốn đó phải không? 20 linh thạch hạ phẩm một cuốn. Không cần lấy từ tay áo ra đâu. Đưa tiền qua là mang đi được. Không phải là cuốn sách tôi gửi đến đấy chứ? Ồ, có gì mà phải giấu diếm thế. Nhưng cậu nói đúng một điều. Cái tên này, tuy khó lọt tai người trang nhã, nhưng cũng thật hấp dẫn. Từ khi lên kệ, danh số rất tốt, chỉ là mọi người đều lén lút mua thôi. Không hổ danh là sư phụ của cậu. Ha ha, quả là từng trải. Nắm bắt lòng người. Hi hi, lấy cho tôi 5 cuốn. Tôi muốn tặng người. Sách hay, chia lợi nhuận theo tháng. Nhưng sách này hiện tại hơi cung không đủ cầu. Cậu để lại cho tôi 3 cuốn được không? Cậu trên đường đi chắc sẽ có lúc buồn chán. Cuốn sách này cậu cầm lấy, nghe nói là chuyện bán chạy nhất gần đây. Sớm biết tiểu sư thúc thích đọc sách, thư lâu chuyên môn ngày nào cũng đến, tôi nhất định sẽ nghiên cứu kỹ. Ừ thế mới đúng chứ. Xem chuyện này, quan trọng nhất là cảm giác nhập vai nhân vật chính, mới có thể tự soi xét bản thân, thu hoạch nhiều hơn. Tiểu sư thúc à, cuốn sách này có phải người đưa nhầm không? Không đâu, món lừa đá lần này, một phần không đủ thì thêm một phần nữa. Chúng ta có 5 người mà. Này, thứ các môn phải chúng ta có mẫu chữ không? Có lẽ là không. Sao thế? À không có gì. Thời gian trước tôi bận rộn kiểm kê sổ sách mùa đông và công việc của môn phái ta ở thuộc địa sau khi xuân về nên đã trì hoãn. Sư phụ con có lẽ cũng không chú trọng những thứ này. Tuy chúng ta tu đạo nhưng không thể thiếu văn hóa tố chất. Con học những cái này trước đi, không hiểu chỗ nào có thể hỏi ta. Đa tạ trưởng môn nhân. Gọi ta là đại sư tỷ là được. Đại sư tỷ gầy quá, vẫn là ăn ít quá. Con nghiên cứu cho tốt. Vô thượng tông chúng ta luôn lấy lễ phục người. Ta rất thích đệ tử ham đọc sách như con. Được rồi, mang sau núi còn phải đào. Ta đi đây. Sư phụ, tiểu sư thúc đến rồi. Nó đến đúng lúc lắm. Đan dược ta pha cho nó đã xong rồi. Con mang đi cho nó. Đa tạ trương lương trấn nhân chu đáo. Ngươi đừng đó đừng động. Đừng lại gần, tuyệt đối đừng lại gần. Ta sợ người sống. Tiểu sư thúc, sư phụ con ít gặp người lạ. 7 năm chưa từng gặp tân đệ tử, nên có chút đây. Con hiểu. Đa tạ giang lương trấn nhân pha thuốc giúp con. Vậy con không vào giúp đỡ nữa. Khoan đã, để ta bắt mạch cho ngươi. Sư phụ ngươi gửi cho ta một bức thư, nhưng dù sao cũng không chuẩn bằng ta tự xem. Ngũ sư huynh, người xem con còn cứu được không? Ngươi có bệnh nặng. Sư phụ, tiểu sư thúc, nó còn cứu được không? Đậu xanh, kiếp trước nợ hai thầy trò các ngươi à? Phổi và những chỗ khác không đủ của ngươi, sư phụ ngươi đều đang dùng cách bù đắp cho ngươi. Chỉ là trái tim này, ngươi bình thường không có chỗ nào khó chịu sao? Ngươi nói tức ngực khó thở, không thể hoạt động mạnh lâu, thậm chí cử động mạnh một chút là tim sẽ đau dữ dội, như thể tim nổ tung thành mảnh vụn vậy không? Nếu là thế thì quả thật có hơi khó chịu một chút. Này, có thể chữa không? Chữa không được thì thôi, sinh tử có mệnh, phú quý tại trời mà. Tôi tên Lâm Độ, tự nhiên có thể tự độ. Này, các người cứ yên tâm phỏng vấn. Sư phụ, tiểu sư thúc, nó có thể kéo dài bao lâu? Không kéo dài chỉ có 1 năm. Nhưng nếu luôn có thiên tài địa bảo kéo dài, cộng với tu vi tăng lên, ta có thể kéo dài mãi cũng không chừng. À, sao thế Huyền Nhi? Sư phụ em hoa mắt, không nên chứ. Lúc đến đây phi kiếm không tốt, bị gió cát làm mờ mắt. Cầm lấy. Tối nay lén xem trong chăn, đừng để sư phụ em thấy. Đây là thứ gì tốt vậy? Hi hi, chuyện tranh đang thịnh hành dưới núi. Đừng mặt ủ mày trao nữa, con cười lên trông đẹp hơn. Đi nói với sư phụ con nên trợ cơ rồi. Ừ, nhanh. Lọ này là trợ cơ của con, đan dược bổ sung phòng khi không chịu nổi sau khi đồng kết. Con biết rồi, người nói sớm đi, con đã nén nửa tháng rồi, cũng thấy khó chịu, ngày mai con sẽ trợ cho người một cái. Trợ hứng này, sao người không trực tiếp gửi phi thư cho sư phụ con? Hôm nay lạc trạch có chính pháp, khí tức người ngoài không vào được. Hi hi, đó là của sư phụ con. Không phải, vậy con đi đây. Đa tạ sư huynh, sao ông ấy không tự đi cùng con nói nhỉ? Con hỏi ta à, biết đâu cái tật của người ta lại bắt đầu từ con đây. Ha ha ha, lần này chữa bệnh cho con chắc ông ấy phải móc hết túi rồi. Ta có một chiếc nhẫn chữ vật, con cứ nói là mấy dược liệu ta không dùng đến. Dùng được hay không kệ nó, không dùng được thì đem bán đi, đổi tiền cũng tốt. Ngày mai con vào đạo tam viện, chuẩn bị bế quan trúc cơ đi. Được, linh độ đủ để vượt qua thiên kiếp phải không? Hừ, coi thường ai đấy. Cứ đợi đấy. Tiến độ nhiệm vụ cốt truyện Mặc Lâm hiện tại 5% rơi ra. Phần thưởng minh bạc, đan thành nhất, công hiệu kéo dài sự vỡ và suy yếu của tin chủ nhân. Thời hạn 3 năm. Cốt truyện bên Mặc Lâm đã hoàn thành. Đúng vậy, chủ nhân muốn xem không? Ăn! À,
kẻ nào dám phá việc tốt của ta. Đến nhóc này, chân nhân người xem, đây là đệ tử chính đạo, xin người cứu tôi, bọn họ là tà đạo, muốn bắt tôi đi làm đỉnh lô. Trên người ngươi không có dao động linh khí, rõ ràng là tuyệt mạch, tà đạo gì chứ, bắt người tuyệt mạch làm đỉnh lô, bọn họ có vấn đề về nào à? Đây rõ ràng là thủ đoạn quen thuộc của bọn trộm cắp, tiên nhân nhảy không thể mắc lừa. Chân nhân, cái gì vậy? Khu rừng này lại có linh địa phủ à? Địa phủ tâm. Thân thể yếu ớt, đừng có không tự lượng sức mà thay người cản nạn. Chàng trai không quay đầu lại, thầm đắc ý. Câu này là đại sư huynh trong chuyện tranh kia nói sau khi cô gái cản nạn. Cậu mau chạy đi, muộn rồi, ở đây sẽ có thêm nhiều yêu thú. Ừ, không hổ danh là đại sư huynh. Mời chủ nhân tiếp tục cố gắng. May quá, may là không ai đến nhặt của rơi. Chậm thêm chút nữa thì da sói này không bán được giá rồi. Thoải mái. Sư phụ, người có tin không? Thiên đạo cũng nghe lời con. Ví dụ như bây giờ, con bảo sẽ đánh con, nó cũng không dám đánh người khác đâu. Con mẹ nó, nửa tháng nữa con không muốn ăn thịt nướng. Lâm Đồ vẫn còn sống. Giang Nương, kiếp xét này còn mạnh hơn cả kiếp xét thứ 19 thông thường. Trận pháp của người đã chặn được 5 thành, tương đương với cường độ của kiếp xét thứ 19 thông thường rồi. Không đúng chứ, kiếp xét của ta năm xưa cũng chỉ mạnh hơn kiếp xét trợ kích thiên kiếp thông thường 3 thành thôi. Chẳng lẽ đệ tử của ta còn có thiên phú cao hơn ta? Thiên đạo này là già rồi lẫn rồi, hay đơn giản là không muốn linh độ sống? Ngươi cần ngôn. Cuối cùng bị cướp mất rồi. Linh độ đột đấy, nó mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Chỉ cần còn một hơi thở, ta có thể cứu được. Trước khi đến ai cũng nói, tu tiên là một công việc đàng hoàng. Phi thăng thành tiên là có biên chế rồi. Không ai nói với con là con phải chịu xét đánh. Cái này có gì khác với người lớn lừa trẻ con? Thi đậu đại học là được hưởng thụ đâu? Đệ tử của ta bị xét đánh hỏng não rồi à? Mau giúp ta xem, đệ tử thông minh của ta đâu rồi? Mai hòa tốt lắm. Thần hồn ngưng tụ, cơ thể cũng đã phục hồi 7-8 phần. Tâm mạch có vẻ được thúc lực bảo vệ, không có dấu hiệu suy thoái. Phổi cũng thông được 9 phần. Những chỗ thiếu sót khác cần phải bồi bổ qua 5 tháng. Linh độ, con khỏe không? Nói với sư phụ một câu đi. Đói chưa? Đến giờ chưa? Con muốn ăn cơm. Còn thiếu một chút nhưng chắc đang làm rồi. Linh độ, 13 tuổi, cảnh giới tâm cảnh nhập đạo, 2 tháng trợ kích, đứng đầu bảng thanh vân về thiên phú. Linh độ, 2 tháng trợ kích, đứng đầu bảng thanh vân về thiên phú. Linh độ là ai vậy? Linh độ nhà nào thế? Ba tông sáu phái Trung Châu. Linh độ là của nhà nào vậy? Sao tự nhiên lại xuất hiện vậy? Ồ, vô thượng tông à? Vậy thì không sao, cuối cùng cũng tính ra được. Tôi đã nói rồi, bài này phải giải thế này. Tiền vệ và huấn vị, nếu anh cứ đặt thanh cân vào hỏa thạch này, năng lượng tính ra không thể thành hình tròn được, phải là trận pháp lấy hình. Anh cứ bắt tôi tính ra trận tròn làm gì? Tính thế nào cũng không nên xếp thành hình tròn. Anh cố tình dẫn dắt tôi. Đúng, tôi lừa cậu, chỉ là muốn xem cậu có khả năng đặt câu hỏi về quyền uy không. Rõ ràng cậu đã vượt qua bài kiểm tra, nhưng cậu lại mất một ngày. Hơi lâu đấy. Này, tâm không tĩnh mà. Haha, tâm không tĩnh thì xuống dưới tĩnh tâm đi. Thằng nhóc, giỏi thật, năm xưa ta mất đến 7 ngày đấy. Hôm nay đến sớm vậy, sao thế, không phải đang bận thu hoạch mùa thu à? Ai nấu cơm vậy? Hôm nay là trưởng môn nấu cơm. Đại sư tỷ, hôm nay có ngày đặc biệt gì không? Lại còn viết thư yến nữa. Trưởng môn chân nhân nói cuối năm có một tiểu bí cảnh. Thế giới nhỏ đó cao nhất chỉ chứa được cảnh giới hành tinh, nên bộ được các con vừa hay có thể đi. Tiểu sư muội, thân thể còn yếu, hay là hỏi qua Giang Lương rồi tính. Chuyện nhỏ gì mà chuyện nhỏ. Bí cảnh này tuy nói có thể chứa linh lực cao nhất, cũng chỉ là tình tâm cảnh đại viên mãn, nhưng con không phải còn 2 tháng sao? Mọi người đều là gà mờ đấu nhau thôi mà. Thực ra con có thể bảo vệ tiểu sư thúc. Còn có con, trong mắt lũ trẻ này ta yêu đến vậy sao? Nói đến trận pháp này, mấy hôm trước Cảnh Huyền cũng đã trúc cơ thành công. Tân đệ tử sau khi trúc cơ có thể đến tàng bảo các của vô thượng tông chúng ta, lấy một món pháp khí, mở cửa lầu các một lần khá phiền phức. Bây giờ bốn đứa các con ngày mai cùng ta đến tàng bảo các một chuyến, lấy một pháp khí phòng ngự, lúc đó ta cũng yên tâm hơn. Sao thế? Sư phụ học kiếm để chứng pháp sư tự vệ. Vậy đệ tử con nên bổ sung điểm yếu thế nào? Con tưởng ta bắt con ngâm mình ở lạc trạch mỗi ngày để làm gì? Lâm Đa, cái trưởng phá binh đó của con giờ đã xuống đẳng vân, chắc không ai đỡ nổi đâu. Cơ thể con không thích hợp vận động mạnh, những thứ thô kệch như đao kiếm con không luyện được đâu. Pháp huynh, những thứ hoa lá cảnh đó cũng không phải không luyện được, chỉ là chúng phải phối hợp với những tư thế hoa lá cảnh đó, nên con chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Nhưng thể thuật cũng không thể không luyện, sau này đợi con khỏe lại rồi luyện cũng được, lúc nào cũng không muộn. Thực sự muốn gì để tự vệ, con xin Giang Lương ít bột độc được không? Thực ra cũng không phải không có kỹ xảo, chỉ là đôi tay con có đủ linh hoạt không.
hay để con biểu diễn cho sư phụ một màn lắc hoa tay? Hoa tay gì mà hoa tay? Đủ nhanh chưa? Chưa đủ nhanh. Con còn có thể nhanh hơn nữa. Cho con chút thời gian, ta sẽ bảo người rèn một pháp khí cho con. Ai bảo con thể yếu vô năng chứ? Không có ai, chỉ là con không muốn tranh đến lúc đó. Lại bất lực. Đến rồi, các con vào đi, ta sẽ không vào đâu. Trong bảo tháp này là các đệ tử qua các đời của môn phái chúng ta thu hoạch được từ khắp nơi, vì không dùng được cho mình nên đã hiến tặng cho môn phái để lại cho hậu nhân. Đây chính là nền tảng của đại môn phái chúng ta. Bảo tháp này đã được đặt cấm chế, mỗi người các con chỉ được chọn một món. Sau khi vào nhắm mắt cảm ứng bảo vật, vật sẽ tự chọn chủ. À, tệ quá. Thứ này khi nào còn lấy con vậy? Nhưng chị à, con nói là nó chủ động quyến rũ con đấy. Chị tin không? Chị tin, thực ra con chưa chọn xong. Nó đã đẩy con ra ngoài rồi, con có thể trả lại mà. Con không cần hoảng sợ. Tuy nói tàng bảo lâu đã đặt cấm chế, mỗi người chỉ được lấy một món, nhưng cái quạt trên tay con chỉ có thể tính là nửa món linh bảo tiên thiên. Nó thiếu sót không phải bản thân mà là phụ kiện đi kèm, có thể phát huy năng lực thực sự của nó. Còn cái của cháu ngoại con, ta có chút ấn tượng mơ hồ. Ghi chép của tàng bảo các nói vật này rõ ràng có khí tức tiên khí, chỉ là không ai biết nó dùng để làm gì. Có lẽ chỉ là tàn tích của tiên khí, có thể chỉ là tua của một thanh kiếm, hoặc là vật dùng để buộc gì đó. Nên nửa món linh bảo và một tàn tích cũng không tính là con vi phạm quy định đâu. Ý là con nhận được hai món đồ phế thải à? Con còn nhỏ, các con cứ coi như không nghe thấy nhé. Lời tệ hại đều để một mình con nói hết rồi. Thực ra tính là con chiếm lợi, về sau con sẽ tìm cho môn phái vài món bảo vật tốt vào tàng bảo các. Đây là tay cầm à? Thế mà cũng là một món linh bảo địa phẩm à? Con hiểu về tình à? Này, thôi đi, bảo vật gì tốt chứ? Sư phụ, người không phải là vô tình đạo chứ? Vô tình đạo là gì? Sao con lại có ấn tượng như vậy? Hỏi thử thôi. Không phải, ta không phải vô tình đạo, ta tu luyện mệnh. Mạnh, vậy sư phụ không tính được. Đệ tử của người có lẽ sống không lâu à? Con nói câu đó nữa thì tự nhảy vào lạp trạch rửa não đi. Người khác ta không biết, ta và Giang Lương muốn con sống, con phải sống. Cái quạt đó thiếu một thứ, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Phía trước có dấu ấn của thân thạch, đó là một món linh bảo thiên phẩm, nhưng bây giờ chỉ có thể tính là nửa món linh bảo thiên phẩm. Đây cũng là một vũ khí giết người lợi hại. Một cây quạt xếp làm sao giết người được? Há không biết sinh bình cũng có thể giết người? Đổi trứng. Mẹ kiếp. À không phải, con không định hôm nay giết sinh vật. Chim huynh đợi con với, con đến cứu ngay đây. Ôi mẹ ơi, thôi, nhà bếp thêm món. Hôm nay còn có chim quầy nữa. Tiểu sư thúc, chim quầy mùa đông ngon nhất, ngon lắm. Thỉnh thoảng cũng có món mới, ngon là được. Chim ở đâu ra vậy? Môn phải chúng ta linh khí dồi dào, chim nuôi cũng linh. Trước đây con luyện kiếm cũng không đánh chúng được, bay nhanh như chớp. Trời quá lạnh rồi, chim tự đông cứng, rơi từ trên cây xuống. Đúng là khá lạnh, nhưng năm nay là mùa đông ấm mà. Đúng vậy, mùa đông ấm có lẽ là chim bay từ phía nam đến. Không thích nghi được, nên bộ một cái là chết cóng. Cũng phải. Đúng rồi, Thiên Vũ, mấy viên đan phổi ném là nổ cậu điện lần trước. Còn không, cho tôi ít đi. Lúc đó tôi vào bí cảnh ném chơi như pháo. Tiểu sư thúc, đó là hỏa dung đan. Xin lỗi, con không có ý nói người không. Ý con là hỏa dung đan luyện hóa nổ không đủ mạnh, hay đổi thành xích long đan luyện hóa, cái đó mạnh hơn. Vô thượng tông kia, đệ tử áo xanh là ai vậy? Còn một khắc nữa bí cảnh mở, bản đồ bí cảnh các con cầm chắc chưa? Nếu gặp nguy hiểm nhớ gọi ta. Thiên phú đệ nhất Thanh Vân bảng, hôm nay ta muốn xem thiên phú đệ nhất này có bao nhiêu bản lĩnh, có thể đỡ được 10 chiêu dưới kiếm của ta không. Cũng không biết thiên phú đệ nhất này rốt cuộc trông như thế nào. Thằng nhóc lông tơ chưa mọc đủ, thật sự cầm nổi đao không? Lại tìm tiểu sư thúc có việc gì? Không có gì, chỉ muốn chiêm ngưỡng phong thái của thiên phú đệ nhất. Tại hạ Linh Độ, đệ tử thân truyền đời 99 vô thượng tông, thiên phú đệ nhất Thanh Vân bảng. Các hạ đang tìm tôi? Mẹ kiếp, chính mày gọi là Linh Độ à? Chính là tôi. Xem xong chưa? Xem tiếp phải trả phí, mỗi người 20 linh thạch. Tiểu sư thúc, sao người lại tăng giá? Vì là thiên phú đệ nhất, thu phí gấp đôi. Sao ngươi có thể là Linh Độ chứ? Linh Độ sao có thể như vậy chứ? Vậy ngươi nghĩ Linh Độ nên như thế nào? Hóa ra thiên phú đệ nhất lại là một thằng bệnh hoạn. Chẳng lẽ thiên đạo nhầm lẫn? Thiên đạo có thể sai sao? Ôi thật là phí phạm. Thất vọng quá. Này, các ngươi coi thường ai đấy? Tiểu sư thúc chúng ta nhập đạo 2 tháng trợ kích, các ngươi làm được không? Đừng nghe, ngươi đánh nhau được không? Ngươi nghĩ ta có thể không? Tiểu sư thúc, ngươi cứ đợi đấy. Đợi khi ra khỏi bí cảnh, linh vật vô thượng tông chúng ta lấy được, chắc chắn là hạng nhất. Đương nhiên rồi. Lần này Linh Độ của môn phái các ngươi đến chưa? Đến rồi, thân thể cậu ấy còn khỏe chứ? Rất khỏe, một bữa bà bát cơm lớn cộng 2 cái bánh bao. Có chuyện gì à? Ngài thật biết đùa. Ngài lại nghĩ ta đang đùa? Không phải cái thằng bệnh hoạn gầy con đó, nhìn thế nào cũng không giống một bữa ăn được 3 bát lớn. Này, bí cảnh mở rồi.
Hừ, ngươi dịch cho ta, dịch cái gì? Mẹ kiếp, gọi là bất ngờ. Chủ nhân, lần này Đỗ Thiếu và hôn phu cô ấy cũng ở trong bí cảnh, còn 10% nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Phổi của ngươi có thể được chữa, khỏi hoàn toàn. Đều nói biển xanh dầu biến. Sa mạc Sahara trước đây còn là biển. Hệ thống, ngươi nói xem, ta có thể không biến cái này thành kỳ băng hà luôn? Ta cũng muốn xem phục sinh của ta có thể lớn đến mức nào. Thật khiến người ta ghen tị, lão tử học kiếm 300 năm, kiếm khí chưa chắc đã xa được như vậy, là do linh bảo của Nguyệt Mạn. Dù sao vô thượng tông chúng ta nghèo, chỉ có thể phát cho mỗi đứa trẻ một linh bảo hộ thân. Gã này thiên phú không cao, sao qua được? Tôi nhớ môn phái nhỏ nhiều nhất chỉ có 1-2 suất. Còn có thể qua bằng cách nào nữa? Linh độ, cậu là linh độ phải không? Tôi không phải. Tôi tên là Ni Tư, cha tôi là trưởng môn phái Hồng Trân. Ồ, cha tôi là một cô hồn dã quỷ. Linh độ thì có. Tôi biết cậu là đệ nhất châu châu thiên phủ. Cậu không bị ảnh hưởng bởi xương giá quái dị này. Cậu chắc chắn có cách cứu chúng tôi, đúng không? Tôi bây giờ không cử động được. Cậu không cử động được à? Lớp băng này còn mỏng hơn lớp đường bọc táo đường tôi làm. Cậu không cử động được à? Tiểu đạo cứu mạng, tôi Ni Tư nhất định sẽ báo đáp trọng hậu. Tôi có một thắc mắc, mọi người vào cổng giới đều bị truyền tống ngẫu nhiên vào bí cảnh này. Tuy quy tắc thiên đạo sụp đổ, nhưng cũng không đến mức không tách được hai người. Các người làm sao tụ được với nhau vậy? Là dùng hạt giống của băng đế liên, tôi và anh ấy cùng uống. Thiên đạo cũng không thể chia rẽ chúng tôi. Ra là băng đế liên à? Câu cuối cùng nghe có vẻ, tôi còn tưởng là đồng tâm kết chứ. Lâm đạo hữu, cậu là đệ tử thân truyền của đại môn phái chính đạo đệ nhất, chắc cũng không đến nỗi thấy chết không cứu chứ? Tôi không cha không mẹ, nên tôi không có đạo đức. Lãnh đạo có, lãnh đạo, xin dừng bước. Lãnh đạo có 100 linh thạch. Nếu cậu cứu tôi sẽ cho 1.000, 100, 1.000. Chỉ hai người, không thể thêm nữa. Ồ, được không? Thế là xong rồi à? Đơn giản vậy sao? Sẽ không đông lại nữa chứ? Được rồi, tiền chỉ có một lần này thôi. 1.000 linh thạch cũng quá đáng rồi. Lâm đạo hữu là đệ tử đại môn phái đệ nhất, lẽ nào còn thiếu chút tiền nhỏ này? Ừ, thiếu chứ, cha tôi đâu phải trưởng môn. Vị đạo hữu này, bây giờ tôi có hai lựa chọn. Một là đợi cậu đưa tôi 1.000 này, hai là đợi tôi tự ra tay lấy tất cả đồ trên người cậu, bao gồm cả 1.000 đó. Cậu chọn một đi. Chủ nhân, nếu xóa sổ bình nguyên trước khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tính là thất bại đấy. Heisi, thật đáng tiếc. Tôi đưa, cậu phải cứu anh ấy. Cứu xong tôi sẽ đưa. Hừ, được thôi. À, tu sĩ tình tâm cảnh sao có thể dịch chuyển tức thời được? Đó là bước pháp gì vậy? Bên dưới có thứ gì đó, rất có thể có di tích thành phố. Nếu linh độ thông minh, nên để các đệ tử khác cùng qua. Chỉ một mình cậu ta, em rằng không khai quật nổi di tích rộng lớn như vậy. Linh độ, đứa trẻ này dữ dội vậy sao? Đúng vậy. Sâu như vậy. Nếu không nhầm thì thứ này cũng của vô thượng tông phải không? Hạng 99 bảng tình nhân là cô gái nhỏ này đúng không? Các người xem này, cô gái nhỏ đó cầm trên tay là thiên bình linh chi, ngũ thải thạch hoa, không hổ danh là đệ tử vô thượng tông. Ha ha ha, cô không hổ danh là anh tài trẻ Trung Châu. Thật là giỏi. Lại là đệ tử nào của vô thượng tông đây? Có lẽ không phải đâu. Thật sự là của nhà tôi. Này, con bò già này sao vậy? Có phải nhị hồ tôi kéo không hay không? Không phải anh bảo tôi kéo đúng điệu mới cho hạt châu sao? Tôi kéo không đúng à? Dù tôi kéo không hay anh cũng không đến nỗi hút người chứ. Này này, mong cũng không được. Bối Kỳ, mày xong chưa? Bảo mày vớt bàn, không phải bảo mày vớt cá. Được rồi. Con linh thú này đào mấy cái hang dưới linh tê, mới hóa giải được thời gian. Cậu rút đi, tôi đi về phía tây vực. Cậu thoát khỏi con rắn đó rồi tìm tôi. Ngư huynh, hẹn gặp lại. Có cơ hội gặp lại, cậu nghe tôi kéo đàn nhé. Con linh thú này có bệnh à? Tự đào hố rồi nhảy xuống. Đào hố chôn mình. Hi hi. Lý đạo hữu ý gì đây? Con có thể làm gì? Chôn cậu trước đã. Tay tôi run. Chết tiệt. Tay tôi cũng run. Có chuyện gì à? Đi ngang qua, tôi không nhớ mình nuôi hai con chó. Chỉ đi ngang qua thôi. Mùi gì vậy? Ừ, không có gì. Sa mạc không phải mùi này sao? Ô hô.
Tiểu thế giới trung bình trăm năm mới mở một lần. Từ khi phát hiện đến nay chỉ mới mở 7 lần. 7 lần có thể chết. Nhiều người như vậy. Hóa ra là ngươi. Ngươi cố tình lừa tiền ta. Không phải, đừng tự đa tình. 10.000 thôi mà. Rõ ràng là ngươi. Chúng ta mới bị động. Ngươi là thủ phạm chính mà còn dám đòi tiền chúng ta. Lôi tổng, hôm nay ngươi phải giải thích cho chúng ta. Ra là vậy à? Tiểu sư thúc gọi chúng ta, chắc gặp rắc rối gì rồi. Trứng chim cút tính sau đi, chúng ta mau qua đó. Khoảng cách có vẻ hơi xa, phải nhanh lên. Đến rồi, hi hi. Chập, tưởng ghê gớm lắm. Bay đặt bố trí trận pháp, không ngờ học nghề chưa tinh. Đã đứt rồi à? Hừ. Xong rồi, triệt tiêu rồi. Đây là trận pháp của linh độ. Trận pháp của linh độ không có vấn đề. Đạo kim quang đầu tiên là phản trận phá trận. Cần tính toán và dự đoán cực kỳ chính xác. Trận pháp bị oán khí phản phệ, hồn phi phách tán như quỷ môn mở. Linh độ này về trận pháp tuyệt đối là thiên tài. Chỉ riêng phản trận này, đám đệ tử nhà ta cho chúng 7 ngày chưa chắc đã tính ra. Sớm treo cổ trên cây liễu đỏ rồi. Nói đi nói lại, linh độ này theo học đại năng nào vậy? Linh độ à, sư phụ cậu ấy là Diêm Dạ Tiên Tôn. À, Diêm Dạ Tiên Tôn à. Vậy thì không sao. Mộc Hoành nhớ lại nỗi sợ hãi năm xưa, khi chính đạo Trung Châu bị Diêm Dạ chi phối. Tiểu sư thúc, một mình người nhổ được cây liễu ngàn năm này. À, qua đây giúp một tay. Biết xương hồn pháp không? Nguyên Dạ sang phía đông, Yến Thanh sang phía tây, Cảnh Huyền sang phía nam, bố trí trận. Không ổn, linh độ thả ra nhiều âm hồn sâu nặng như vậy. Em rằng tiểu thế giới sẽ sụp đổ. Có nên mở cổng giới sớm không? Để bọn trẻ mau ra ngoài. Không vội, đợi thêm chút nữa xem. Lâm Độ, không phải loại trẻ liều lĩnh không để đường lui. Ngươi đã nói nó chỉ là đứa trẻ mà. Yến Thanh, đánh giết. Chỉ vì còn là đứa trẻ mà bốn người liên thủ phá được triệu âm hồn oán khí kia. Thật đáng buồn thay. Quả không hổ danh đệ tử vô thượng tông. Tiểu sư thúc, không sao, có chuyện là ở dưới đất kia. Ai muốn không? Vật chi âm hiếm có thế này, lấy không được à? Không đúng. Gốc cây có bao nhiêu bộ xương trắng? 197 cái sọ. 197 cái sọ được đi ghê tu sửa. Họ đều là tu sĩ của hành tinh kính và phong sức kính. Cái sọ cổ nhất, cách đây hơn 600 năm. Nhưng chúng ta chỉ vào đây 7 lần. Có nhiều người chết như vậy sao? Có nhiều người gục ngã trong sa mạc này vậy sao? Tiểu sư thúc có phải đang lo lắng quá không? Nghi ngờ của tiểu sư thúc không phải là suy đoán vô căn cứ. Theo tôi biết, 7 lần tổn thất không đến 200 người. Và trong đó nhiều nguyên nhân tử vong. Rõ ràng không phải ở trong sa mạc. Những người ra ngoài trước đây rất có thể đã xảy ra vấn đề. Hoặc nói cách khác, trong số người ra ngoài có ma. Có ma hóa thân thành thịt bị liều yêu ăn mất. Hồn cũng tan biến. Về cành liễu, có một bí thuật tên là liễu trì hóa cốt. Có thể dùng cành liễu thay thế để nối xương gãy cho người. Sách cổ ghi chép, liễu yêu tu luyện sau khi chết có thể thành thân thể thịt xương. Sau khi ăn thịt người, cành liễu có thể biến thành thân thể của người bị ăn. Tiểu sư thúc, trông anh không được khỏe. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, trước khi đám người kia đến gây rối. Chúng ta hãy kiểm tra hiện trường đầu tiên đi. Nếu không lát nữa người đến xem náo nhiệt chia một phần, có thể dẫm nát hết những cái sọ này. Tôi xuống trước. Tiểu sư thúc cẩn thận nhé. Khư tôi đâu phải làm bằng giấy. Cứ yên tâm đi. Âm khí nặng quá. Nhiều người đã chết ở đây rồi. Tôi vừa nói gì thế nhỉ? Tiểu sư thúc, tôi chỉ hơi run chân thôi. Nhưng không sao, chúng ta vẫn như trước giữ đầu. Là được rồi, anh xem cái sọ này nó nguyên vẹn thế. Ừ, nếu anh đặt cái sọ của anh lên, cũng nguyên vẹn như vậy thôi. Tôi sai rồi, anh xem còn mấy cái chưa tan rã kia kìa. Ô, tôi nói tôi chưa chạm vào, tiểu sư thúc có tin không? À, cậu nói tôi tin. Tôi thật sự chưa chạm vào.
Tiểu sư thúc anh xem tôi đã nói mà, không lẽ là do giọng anh quá to, làm sợ mấy bộ xương trắng này. Tiểu sư thúc, ma vẫn chưa bị đánh tan sao? Cậu sợ gì? Chúng ta là tu sĩ, giết ma, trừ phi chúng cũng biến thành ma tu. Nếu không thì ma sợ chúng ta. Cho dù chúng là ma tu, thiên đạo áp chế ở cảnh giới tinh tâm. Chúng ta bốn người đều ở cảnh giới tinh tâm, chúng ta đánh hội đồng chúng. Vân Diệp, đi chạm vào mấy bộ xương trắng chưa tan kia. Anh em, phát hiện ra chưa? Phát hiện rồi, phát hiện cái gì? Đếm số sọ giải rác trên đất đi, Viên Diệp. 196, 197, cộng với cái trên bàn thờ kia. Tổng cộng 197 cái. Tiểu sư thúc, con số này nghe quen quen. Tiểu sư thúc, hư, đúng vậy, quen thuộc. Có phải đạo hữu vô thượng tâm không? Các vị ở dưới đó vẫn ổn chứ? Cảm ơn đạo hữu quan tâm, chúng tôi ở dưới này vẫn tốt. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các cậu biết không? Chuyện này chỉ có thể ra ngoài báo với trưởng lão. Riêng báo cho trưởng lão khuất nguyên 600 năm, đủ để một đệ tử bình thường trở thành trưởng lão phong môn rồi. Tiểu sư thúc, anh đang gõ mõ à? Tích cóp chúc công đức cộng 999. Tiểu sư thúc, anh biết Hỏi Linh không? May mắn đã từng xem qua trong một quyển sách kỳ môn đạo pháp ở Thu Lâu. Vừa rồi âm hồn đều từ quỷ môn xông ra, đã bị dương hồn của chúng ta đánh tan rồi. Nhưng những cái này chắc vẫn còn sót lại. Tiểu sư thúc, chúng ta có phải rất vô dụng không? Ừ, sao lại thế? Các cậu rất dễ thương mà, thật ạ. Đúng vậy, có một sự ngây thơ chưa bị kiến thức làm ông nhiễm. À, tiểu sư thúc, anh ăn kẹo không? Trông anh vẫn còn yếu lắm. Thanh Thiên vừa mới làm đấy. Ôi trời, các cậu lại ăn xương người à? Đúng, không phải đâu. Vậy các cậu lấy xương người ta làm gì? Tôi hỏi Linh, nhẹ nhàng đánh thức linh hồn đang ngủ say. Thật đấy, chứ không lẽ nấu canh à? Tiểu sư thúc, linh hồn này chưa tan, vẫn còn trú ngụ trong xương trắng. Đừng động đậy, định làm gì? Đạt xác à, người cũng đòi. Tất cả nghe cho kỹ, ta đến để hỏi các ngươi. Không muốn nói thì ngay cả những bộ xương các ngươi đang nương náu, ta cũng đập nát. Thưa ngài, thời đại đã thay đổi rồi, thiên đạo của tiểu thế giới này đã sụp đổ. Không quan tâm ngài trước kia là hầu thứ mấy, bây giờ ngài chỉ có thể sử dụng sức mạnh của cảnh giới cầm tâm. Kim Sơn, được rồi. Vậy còn ngươi? Lúc này mà vẫn còn 3 phần thật 7 phần giả. Diễn cho ai xem đây? Không thật thà nhỉ. Đây là Thành Lam Tư, một trận thiên tài đã chôn vùi nó. Nhưng hầu hết mọi thứ vẫn còn đó. Các ngươi cần gì thì cứ lấy đi. Các ngươi trước đi. Chưa hỏi xong mà. Đúng là chưa hỏi xong. Đúng là chưa đập nát xong chứ. Linh Độ, em cũng lại đây. Đánh đập người trước làm tổn hại âm đức. Vị tiền bối này, xin hãy tự lo cho mình. Đậu xanh, đệ tử vô thượng tông này đang làm gì vậy? Đập sườn quất xác, thu hận gì lớn thế? Liệu yêu ăn thịt người thì liên quan gì đến chúng ta? Nếu có thể ra ngoài, ai muốn chết kẻ trong mảnh đất trời này chứ? Dù sao kẻ thực sự giết chết 197 tu sĩ đó đâu phải chúng ta, mà là các người, những tu sĩ bên ngoài mở hộp Pandora, phải không? Hừ, không đúng. Đương nhiên là không đúng rồi, đương nhiên không đúng. Từ khi các ngươi hiến tế tất cả tu sĩ cấp thấp vô tội, thậm chí cả thường dân, đã không đúng rồi. Sự thoát khỏi của các ngươi là dùng máu hận của vô số sinh linh để xé toạc một lỗ hổng. Dù sao họ cũng sẽ chết thôi. Chết sớm để hiến tế còn có chút giá trị. Theo lời ngươi nói, ngươi bây giờ không có giá trị, vậy nên phải chết rồi. Cảnh Huyền, do đây. Khi nào bị nhập xác vậy? Là Yến Thanh hỏi người đầu tiên. Ra đây, đừng bắt ta nói lần thứ hai. Ngươi bảo ta ra là ta ra. Dựa vào cái gì? Những thân xác này đã là của ta rồi. Nếu có bản lĩnh thì giết ta đi. Các ngươi đều nghe thấy rồi đấy. Chính hắn tự nói đấy. Lâm đạo hữu khoan đã. Người này là đệ tử thân truyền của một trong 3 đại tông môn Quy Nguyên Tông. Vạn lần không thể đâu. Đệ tử thân truyền của Quy Nguyên Tông dễ dàng bị người ta đoạt xác thế. Thật đáng thương quá. Lâm đạo hữu, nếu giết hắn, em rằng sẽ gây ra rắc rối đấy. Vậy ngươi có cách nào tốt hơn không? Ngươi biết thần hồn của bản thân hắn đã bị lão giả này nuốt chửng chưa? Vô Tâm sư huynh, ta biết huynh vẫn còn đó. Tỉnh lại đi, Vô Tâm. Đó không phải là người trong Hạ Thiên Vô Mệnh sao? Người này bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi với đám trẻ con này? Đúng vậy, câu chuyện của Hạ Thiên Vô và Vô Tâm ban đầu là của Thanh Lãnh xã, Khủng Nhị sư tỷ, đối với chàng trai trẻ Hạ Chi Tù. Nghĩa là thứ này không thể chết phải không? Hắn không thể chết được. Ngươi không ra thì ta sẽ đánh cho đến khi người này chết. Xem lúc đó ngươi có muốn ra đổi người thứ hai không? Kỳ lạ.
安安，ai đây？ra đây， mau ra đây！ người có bản lĩnh cướp đàn ông， có bản lĩnh ra đây đánh với ta。người tên gì？tiểu sư thúc， anh có mệt không？ tay có đau không？trông chừng hắn， đừng để hắn đi sau lưng các ngươi。ra khỏi bí cảnh rồi để trưởng lão nhà các ngươi thăm dò hồn phách。các người vô thượng tông đều có bệnh。đi đâu tiểu sư thúc？ đi nhặt đồ phế thải đi đâu？tiểu sư thúc， chúng ta chạy cái gì vậy？ muộn rồi sẽ không giành được đồ tốt đâu。trước tiên để những cửa hàng bán linh khí và thiên tài địa bảo lục lọi hết những thứ tốt。tôi đoán trong những phủ đệ lớn cũng có không ít bảo vật。chúng ta chia nhau hành động nhanh lên， nếu không đợi họ phản ứng lại chúng ta sẽ không giành được gì đâu。đi thôi， vừa nãy linh độ đã nói đây là một thành trì， trong thành trì chắc chắn có thứ để nhặt。người của vô thượng tông đi đâu rồi？ở đằng kia kìa。vậy tôi đổi chỗ khác nhé。cái sợ này cứng quá， linh độ làm sao bóp nát được bằng tay không vậy？ trộm đạo。lãnh đạo， anh không đến nỗi vậy chứ？ à không đến nỗi gì chứ， anh không thấy sao？ cái gì？ con sư tử sắt này làm bằng thiên thạch ông kim đấy，giá ông kim hiện nay là bao nhiêu？ tôi là pháp tu mà。không nói nơi khác， ở Trung Châu chúng ta một lượng ông kim là chừng này， 200 linh thạch。ôi trời，các pháp tu các anh thật sự không hiểu gì về vật liệu， rốt cuộc là bao nhiêu？ xin Lâm đạo hữu chỉ giáo。 hai viên linh thạch thượng phẩm， vậy thì là 20.000 linh thạch một lượng。 này đạo hữu， nói thì nói vậy，anh là pháp tu cần ông kim làm gì chứ？ vậy anh cần ông kim làm gì？ trông anh cũng không phải khí tu mà。tại hạ bất tài， là viêm dã tiên tôn。viêm dã， cái đó， viêm dã tiên tôn có thể làm chấn động cả Trung Châu chỉ với một kiếm。ừ， chính là tại hạ， xin cáo từ đạo hữu trước。tiểu sư thúc， mau đến đây， trong phủ thành chủ sẽ có trận pháp。tiểu sư thúc， đây rốt cuộc là trận gì vậy？ anh đã xem nửa chén trà rồi。hay thôi đi。anh đã thử cho nổ chưa？ chưa， vậy thì cho nổ đi。ôi không hổ danh là phủ thành chủ。thư phòng ở đâu vậy？ chính pháp sư thường sẽ để lại sơ đồ chính pháp cơ bản cho chủ nhân。vậy sao？ bảo cậu đọc sách cậu lại đi cho lợn ăn。cậu có phải chưa từng vào thư phòng không？ là cửa bị cấm。căn phòng này có lẽ rất quan trọng。cậu có giỏi thể thuật không？ à thôi vậy。cấm chỉ là phá như thế này sao？ không phải， đây là ví dụ sai。nhưng lần sau gặp cấm chỉ， cách nhanh nhất là dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế。cậu dùng chân đi， dùng chút sức。người này phạm thiên điều à？ dù sao cũng không phải người tốt， nếu không tại sao lại dùng xích sắt như vậy để trói người？ cũng chưa chắc liên quan đến trận pháp trước đó。ừ， có lẽ chỉ là dự đoán của tôi thôi。không sao， thần đã chốt rồi， tìm chút đồ đạc trước đi。không phải tôi không lấy， nhưng không được sao？ từ đâu đến？ hậu bối Nguyên Diệp， đệ tử truyền thừa đời thứ 100 của Vô Thượng Tông， đến đây để rèn luyện， không cố ý xúc phạm Vô Thượng Tông。 Động Minh Kiếm là một trong những sự tích thông thiên， Động Minh các hạ vẫn còn một nhánh。 hậu bối lỗ mãng， nhưng nếu có chỗ nào có thể giúp được nhất định sẽ giúp đỡ。 dám hỏi trong thành có tế đàn không？ có， nhưng hiện đã bị phá hủy hoàn toàn。 vậy thì tốt， vậy thì tốt。ta là thành chủ thành Lam Tư， sau khi Lam Cự giới bắt đầu sụp đổ， 217 tu sĩ cao cấp họ tập trung tại thành Lam Tư và bàn bạc cách cứu Lam Cự giới。 thực ra là mưu tính dùng cách hiến tế để xé rách cửa giới。 thoát khỏi đây， ta muốn thông báo tin tức cho mọi người， liên kết tất cả cùng nhau phản đối。 những tinh anh được cho là có cơ hội thoát thân nhất này， sau khi bị họ phát hiện bị giam trong phủ thành chủ không thể thoát thân。 thành chủ này cũng là một trong những tu sĩ cao cấp， là vì phát hiện kế hoạch hiến tế nên mới bị khóa ở đây。tại sao không giết ông ta luôn？ 217 tu sĩ hiện tại đã thành công chưa？ thôi vậy, các ngươi chỉ ở đệ nhị hầu。 em rằng không biết đâu, nếu ta nói đã có 197 người thành công thì sao？ cái gì vậy？ hậu bối, linh độ, đệ tử truyền thừa của tông môn đệ nhất Trung Châu, trong tay ngài có lẽ có danh sách 217 tu sĩ đó。 thành chủ, chấp niệm của ngài là cứu thế， nhưng thế nhân đã chết。 nhưng hậu bối có một yêu cầu， 179 người đó vốn là đi ngược thiên đạo， đối với động minh giới chúng ta là thứ dư thừa。để che giấu thiên cơ， khó nói họ sẽ làm ra chuyện gì。lời nói của tôi nhẹ nhàng， cần một bằng chứng mạnh mẽ hơn。ngài có muốn cứu thế nhân động minh giới chúng ta không？ bọn ta tu đạo， hiểu sinh tử, cầu chính đạo, trừng ác dương thiện, lợi ích cho muôn dân đương nhiên phải cố gắng hết sức。
Tiểu sư thúc à, anh phải có chút bằng chứng chứ. Anh nghĩ lời nói của một tiểu đệ tử, độ tin cậy cao đến đâu, trưởng lão cư viện sẽ tin chúng ta. Nhưng vô số tông môn lớn nhỏ ở Trung Châu, họ có tin không? Tiểu sư thúc, anh nói lời thành chủ này có mấy phần thật giả? Nếu là thật, tại sao những người đó không giết ông ta? Vì họ không muốn lãng phí gì cả. Họ không muốn lãng phí sức mạnh hiến tế từ một tu sĩ cao cấp còn sống. Chúng ta vẫn mang theo niệm trừng phạt. Vậy, lúc loại đồ đạc của ông ta như vậy có ổn không? Không sao, tôi để trong một vật chứa khác, ông ta không thấy được. Lâm Đỗ, cuối cùng cũng gặp được cậu. Chỉ muốn chào hỏi cậu thôi, chỉ là lúc đó đông người, trông cậu có vẻ không tiện. Đỗ tỷ tỷ hôm nay có khỏe không? Đều tốt, cậu vào đi. Tiệm thuốc này tôi chưa lục soát xong. Ừ, tôi đến ngay, chị cứ lấy đồ của mình trước đi. Trong tiệm thuốc này có cấm chỉ, cậu đã phá được chưa? Tiệm thuốc này có vẻ là tiệm thuốc tốt nhất trong thành. Ngay cả hũ đựng thuốc cũng dùng loại giữ được dược tính. Cậu có thiếu thuốc gì không? Tôi lấy cho. Để tôi thử xem. Chúng ta vào thôi, đây của cô. Chỉ là linh lực thôi, không sao đâu. Tôi thấy sắc máu cậu không tốt. Có lẽ là có vấn đề về mạch tim. Sử dụng linh lực cần phải cẩn thận, tuyệt đối không được quá mức. Đợi một chút nữa sẽ giải khai cho cậu. Đứa trẻ này, ở cổng làng ăn gì vậy? Lớn nhanh quá. Cậu thế nào rồi? Uống đan dược rồi còn thấy lạnh không? Còn một chút, không sao, tôi là đàn ông, chịu được, nhưng cái linh độ này thật có vấn đề. Cậu về cũng nên nói với trưởng môn, không thể vì là đệ tử vô thượng tông mà tùy tiện bắt nạt chúng ta các môn phái nhỏ được hư. Cái linh độ đó đúng là đáng ghét, cướp tiền của người, còn đóng băng chúng ta dưới cây liễu ăn thịt người đó, thấy chết không cứu, may mà chúng ta trốn thoát được. Vì tôi nhất định bảo cha tôi đòi công đạo cho chúng ta. Không biết sao cứ thấy lạnh. Từ từ, em không lạnh sao? Em thì không sao. Nếu anh lạnh, lát nữa đến tìm em gái anh ở Tề Thế Tông, xin ít đan dược. Anh không phải nói cô ấy hứa sau lần lịch luyện này sẽ đổi đan dược trúc cơ tông môn cho anh trúc cơ sao? Anh nói trước đây về việc nghịch hành, sau khi về sẽ cầu hôn với cha em, vẫn còn làm không? Lát nữa gặp cô ấy tôi sẽ xin đan dược trúc cơ. Sau khi tôi trúc cơ thành công sẽ lập tức xin trưởng môn một vị trí đạo lý. Chỉ là tôi lo nguồn lực không đủ. Trúc cơ thất bại, em tin anh thật sự thích em. Chỉ là việc cầu hôn này nếu không trúc cơ thành công mới có tư cách ngẩng cao đầu cầu hôn. Em không hiểu sao. Ôi, cha em chỉ quan tâm em có thích không thôi, sẽ không để ý đến tu vi của anh đâu. Chỉ là anh nói cũng đúng. Vậy em về bảo cha em cho anh thiên tài nguyên tu luyện, để anh trúc cơ thuận lợi. Gì, nghe lén người khác nói chuyện thật là thiếu đạo đức. Đạo đức, lý đạo hữu, hay chân đạp hai thuyền mới gọi là thiếu đạo đức. Anh nói đúng không? Các người có vẻ rất sợ tôi. Hừ. Anh không tò mò về lời tôi vừa nói sao? Ừ, câu nào? Này, hai chân đạp hai thuyền. Đi thôi, đừng nghe hắn nói bậy. Anh không tò mò tại sao tôi biết Lý Đông sao? Bởi vì khi tôi đến thế giới này, người đầu tiên giúp đỡ tôi là hôn thê của anh ta. Hiện giờ là đệ tử nội môn của Tề Thế Tông. Tôi đoán chắc là em họ mà Lý Đông nói đến. Lâm Đông, anh đừng nói bậy. Đó chỉ là em họ của tôi thôi. Tử sắc, cô đừng nghe hắn xúi giục. Tôi chỉ muốn nói với cô, thương hại đàn ông, xui xẻo một đời. Cho đàn ông tiền, xui xẻo ba đời, tôi đi đây. Từ từ, đừng nghe hắn nói bậy. Người này từ đầu đã lắm mồm, giờ còn bịa đặt lung tung, hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Chẳng qua là một kẻ xấu bẩm sinh không chịu được người khác tốt đẹp thôi. Chị không đi sao? Chị cần dịch vụ chửi thuê không? Với chị tôi không lấy tiền đâu. Tôi cho hệ thống cơ hội giải thích cuối cùng. Hôm nay không lật được, tôi thật sự không làm nữa đâu. Chủ nhân xin kiềm chế cảm xúc. Cậu cũng không muốn bị tức chất lần hai chứ? Anh Thành, tôi, anh là gì của Lý Đông vậy? Là đồng hương, haha, đã chỉ là đồng hương. Vậy chúng ta trao đổi lại vật định ước đính hôn nhé. Tôi trả lại ngọc bội cho anh, anh trả lại thanh linh kiếm đó cho tôi. Hôn ước của chúng ta từ đây chấm dứt. Anh còn gì muốn nói không? Anh từng nói với tôi ngọc bội này là do cha mẹ anh chuyển lại. Hừ, nói là trước đây, cũng coi như nửa phần cha mẹ. Chỉ là bây giờ chẳng qua là do đồng hương ban tặng thôi. Ôn Nhu, tôi luôn xem em như em gái ruột. Ngọc bội đó không phải vật định tình gì cả. Thanh linh kiếm này là gia truyền của tôi. Em có phải điên rồi không mà nói năng lung tung vậy? Phải, tôi biết em luôn ngưỡng mộ tôi. Chỉ là tôi luôn xem em như em gái, nhưng thấy em thích ngọc bội nên cho em. Không ngờ lại khiến em hiểu lầm như vậy. Tôi biết việc tôi nói cầu hôn với Từ Từ đã kích động em, nhưng tôi thật lòng yêu cô ấy. Cô ấy cũng sẽ là chị dâu tương lai của em. Em đừng làm loạn nữa được không? Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ yêu một người, đó là Từ Từ. Từ ngày vào môn phái, tôi đã phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hừ, em đã nghe hết rồi. Đừng si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Phó bản một tiến độ nhiệm vụ hiện tại 100%. Phần thưởng rơi ra, nghĩa khí thư, ngưu đơn thành nhất. Tôi nói thêm một chút, các người đính hôn không có hôn thư sao? Cái gì vậy? Tôi chưa từng thấy. Anh sao không biết xấu hổ? Ngay cả hôn thư cũng viết rồi à? Chúng ta tuy cha mẹ quen biết, anh biết bát tự của tôi, nhưng cũng không thể làm bừa như vậy. Khoan đã, thực ra tôi có một cách. Đa Lý Đông phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhất định phải cưới cô. Kiên quyết không thừa nhận từng đính hôn với ai.
Vậy thì thề đi. Thề với thiên đạo. Thề rằng từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình cô, chưa từng đính hôn với ai. Nên nói với cô một câu giả dối thì trời đánh thành đánh. Như vậy cũng là bảo đảm an toàn nhất cho cô. Để tình yêu cảm động trời đất của các người, được thiên đạo chứng giám. Này, anh nói đúng không? Nhi tử tỉ tỉ, em cũng vì tốt cho chị thôi. Em chỉ không muốn thấy chị xinh đẹp bị đàn ông xấu lừa. Chị nên cẩn thận một chút. Ngọc bội của cha đã lấy lại. Linh kiếm vẫn còn sắc bén, có thể đổi vỏ kiếm khác. Chúng ta từ đây đoạn tuyệt. Sau này là người dưng, sao anh có thể làm vỏ kiếm cho tôi? Mạng người có 3 phần may mắn. Hôm nay tôi đã đến mức này, nếu còn tiến tới, tôi không ngại động thủ với anh một lần. Nếu anh còn động, lưỡi kiếm vào một tấc sẽ là động mạch cổ của anh. Trên người người duy nhất anh yêu cũng sẽ dính máu lúc anh hấp hối. Không lau sạch sao? Máu của người đó quá ông ấy rồi. Này, thợ rèn kiếm này không giỏi. Lưỡi kiếm tốt phải là qua nước không để lại dấu vết. Haha, tôi quên mất em vẫn còn là đứa trẻ. Em cứ khóc đi, tôi đi nhặt đồ phế thải, lát nữa quay lại ngay. Sao cứ dùng nắm đấm vậy? Dưới trời này có nhiều ngọc sơn như vậy, chạm khắc đẹp cái nọ hơn cái kia. Tôi tùy tiện nhặt cái phế thải bên đường cũng còn tốt hơn ngọc bội vừa rồi, không giống nhau đâu. Chị nghe em khuyên một câu, bất kể ngọc bội này gửi gắm tình cảm gì, cho dù nó là vật ông cậu hay truyền lại cho chị, nếu là một hòn đá bình thường thì nó chỉ là một hòn đá. Chỉ có giá trị liên thành, hạn sử dụng dài, không bị mất giá theo thời gian, ngược lại càng ngày càng quý giá, mới được gọi là bảo vật gia truyền. Một hòn đá thì có gì là bảo vật chứ? Tinh Tông, có người từng nói, em thật sự không giống một đứa trẻ. Có cha có mẹ mới là con, không cha không mẹ nhiều lắm cũng chỉ là người thôi. Thời gian không còn nhiều, đi nhặt đồ phế thải đây. Bị hai người nhìn, lòng dạ không rộng rãi, chắc sẽ trả thù. Em muốn đi theo tôi không? Tôi thấy vừa rồi hình như tim em không khỏe. Lại đây tôi châm cho một kim. Thôi chị ạ, không phải nói là người lớn sao? Trẻ con mới sợ châm kim, là người lớn thì ngoan ngoãn lại đây chịu kim cho tôi. Ngẩn người ra làm gì? Không đi à, tim lại không khỏe rồi hả? Không, em rất khỏe, không cần châm kim. Chúng ta đi thôi. Sư huynh Tử Viễn, sao Thiên Ngũ lại đến đây? Còn có thể vì sao nữa? Lúc huynh đầu với Liều Yêu đã bùng nổ pháp dương hồn, tiêu hao không ít phải không? Đã nói với Ngũ sư huynh, đan dược bổ dương thông thường quá mạnh với huynh, nên đặc biệt luyện đan dược ôn bổ nhờ Thiên Ngũ mang đến. Tôi về cũng chỉ mất vài canh giờ, đâu cần phiền hắn tự mang đến. Ta không yên tâm, huynh lại đây, ta bắt mạch cho huynh. Tiểu sư thúc vẫn còn sống. Ta vẫn sống đây, đừng sợ. Tiểu sư thúc, ăn hai viên đan bổ dương trước xem sao. Ngươi đang làm khó ta đấy à? Để ôn bổ, nên thêm vài thứ. Cốt ẩm làm chậm giải phóng dược tính. Tiểu sư thúc đừng sợ, không phải đan ta luyện, là sư phụ ta luyện. Ô. Tuy là mùa đông, nhưng các người nóng đến bốc hơi, có phải hơi quá đáng không? Chúng ta cũng không muốn. Xin lỗi, đan bổ dương của các ngươi là ta làm, có lẽ lửa hơi to, hơi cô đặc, nên dược tính mạnh một chút. Từ Viện sư huynh, có chuyện muốn nói với huynh. Sắp kiểm tra thu hoạch của đệ tử rồi, gấp lắm không? Ừ, không quá gấp. Vậy để lát nữa nói. Vì chuyện đã xảy ra rồi, muốn cứu vãn tốn thời gian công sức cũng không thiếu thời gian này, nghe không giống chuyện nhỏ. Nói trước đi, dù sao ta không có mặt, họ cũng không dám đánh giá. Phiền sư huynh lập, ít nhất là kết giới để mọi người ở đây không nghe thấy. Em cứ nói. Liệu yêu đó giữ tổng cộng 197 người. Em xem tuổi của Bạch Cốt, cái sớm nhất chắc khoảng 600 năm. Trong cổ thành đó có tế đàn và dấu vết đại trấn. Tổng cộng có hài cốt của 217 tu sĩ cao cấp, trong đó 197 người không còn táng hồn. Nên em nghi ngờ những người từng vào bí cảnh này. Khoảng 197 người không còn là đệ tử Trung Châu ban đầu vào nữa. Sư muội à, em biết phỏng đoán này của em hơi táo bạo, có thể gây sóng gió cho các tông phái Trung Châu. Ừ em biết, nhưng em không phỏng đoán, em có bằng chứng. Hắn nhặt xương khi nào vậy? Không phải, hắn tốt lành sao lại mang theo hai cái xương ra? Đây chính là bộ xương chết sớm nhất đó. Đây là hài cốt của một tu sĩ cao cấp trong trận Lam Cự Giới. Tất nhiên em còn có một bằng chứng nữa, nhưng sức mạnh của tàn hồn đó có lẽ chỉ đủ nói một lần. Sư huynh phải đảm bảo trưởng lão tông môn nghe được lời tàn hồn nói là người hoàn toàn đáng tin cậy. Em yên tâm, ta biết rõ ai là người đầu tiên khai quật cổ thành. Đương nhiên là bốn đệ tử vô thượng tông các người. Vậy ngoài họ ra còn ai đã nỗ lực không? Linh độ này đứng đâu? Đánh giá cao sư muội nhà ta rồi, nó còn nhỏ, không đáng được các người khen như vậy. Chỉ là ý của ta là hôm nay tính điểm vẫn theo cách tính trước đây, không tính những thứ trong cổ thành nữa. Thế nào, chỉ là như vậy, em rằng quá không thân thiện với đệ tử tông môn các người. Linh độ đứng đầu vì cống hiến của nó mang tính đột phá. Ba người còn lại, các người cứ theo quy tắc cũ đi. Đệ tử vô thượng tông các người thật giỏi, giỏi muốn quản. Những thứ lấy được trong cổ thành cũng phải lấy ra hết sao? Đặt hết lên bàn đi.
Ừ, xin lỗi, quên mất còn hai con sư tử sắt. Toàn là đồng nát sắt vụn. Các ngươi muốn đăng ký thế nào? Ta cũng không ngờ có thể ép vỡ hạt châu. Hay là ta bồi thường tiền? Sư muội à, cất đồ của em đi. Không cần cố xem. Nói đến, ai trong các ngươi từng vào bí cảnh này chưa? Lúc đó, sao không ai phát hiện cổ thành chôn trong sa mạc? Không biết, chưa từng vào. Nhưng ta nhớ trong số trưởng lão đến tiễn lần này, chắc chắn có vài người đã vào. Vậy sao? Là những ai? Có chuyện gì à? Trong tam tông lục môn thập phái, những môn phái lớn có ai không? Có một người, ấn chủ của phi tinh phái đó. Trước đây nghe ông ta cười nói, Cư Viện Trinh, mí mắt ngươi giật à? Ta xem nào, mí trái giật tài, mí phải giật họa. Ồ, ngươi im đi. Hôm nay nếu ta gặp họa, cũng là cả Trung Châu gặp họa. Sao vậy? Nói rõ hơn đi. Mẹ ơi, mí phải của ta bắt đầu giật rồi. Ngươi tin tưởng chúng ta như vậy, không phải nội gián sao? Nếu ta lừa ngươi thì sao? Ngươi cũng không nghĩ năm nay bao nhiêu tuổi, 300-400 tuổi mới giải được bí cảnh đệ nhị hầu. Xấu hổ không? Đừng cậy mình tuổi nhỏ, chúng ta 200 tuổi mà chê cười người. Cũng không biết ai lúc trước không lên bảng trọng tiêu, khóc lóc đến dưới đài trọng tiêu thách đấu người khác. Thôi đi, hai người có thể trưởng thành chút không? Đang nói chuyện nghiêm túc đấy, đứa trẻ đó. Phía sau nó là Vu Thượng Tông của chúng ta. Ai dám động vào Vu Thượng Tông? Tuy người ít. Thôi đủ rồi, nói cường với người khác đi. Điều tra là phải điều tra, chỉ là làm sao điều tra? Sau khi điều tra xong tính làm gì? Cũng phải có kế hoạch. Ta về sẽ báo cáo với trưởng môn. Chỉ có thể tam tông lục phái thập môn chúng ta họp một cuộc. Động tĩnh gì vậy? Ai đột phá? Không thể nào, không có kiếp vân mà. Nghe thấy lời thề, người vừa thề dường như là Ly Động. Ta nghĩ ta đã chạm được một số rào cản quen thuộc. Chết tiệt, về sau là phải bế quan trúc cơ rồi, Linh Độ. Ngươi đợi ta học xong châm cứu, chưa tin cho ngươi. Ta không sao, còn có sư huynh ta mà. Ngươi chắc đã nghe tên anh ấy. Anh ấy tên Giang Lương, nghe nói Giang Lương giỏi nhất về luyện đan, chưa từng dùng châm cứu hay các thuật pháp khác. Ta sẽ học thử. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có lẽ một ngày nào đó ta có thể giúp được ngươi chữa khỏi những chứng bệnh khó. Tốt, ta chờ ngươi học thành tài. Lâm đạo hữu. Đạo hữu, mặt ngươi sưng to quá, có vẻ đã thẳng lại. Giúp ta một việc, ngươi có thuốc hoạt huyết hỏa ư không? Ta trong bí cảnh vô ý đánh trúng vô tâm đạo hữu của Quy Nguyên Tông đây. Chỉ là ta không ngờ, chỉ một đấm thôi lại gây thương tích lớn như vậy cho đạo hữu này. Thật sự ngoài dự đoán của ta. Dù sao ta thấy tu vi hẳn rõ ràng cao hơn ta, chắc sẽ khỏi nhanh thôi. Tiểu sư thúc nhà ta mới nhập đạo chưa đầy năm, tuổi còn nhỏ sức yếu, không biết kiểm soát. Đạo hữu thông cảm, thấy sườn mũi hình như cũng hơi lệch, có cần nắn lại không? Không cần, Hỗn Nguyên Tông cũng có thuốc tiêu sưng. Đây là đan dược hoạt huyết hỏa ư bôi mặt, thuốc mỡ và thuốc nước trị họng. Uống xong tạm thời đừng uống nước. Ta không phải đến tìm Lâm đạo hữu tính sổ. Ngô đạo hữu, ta bảo nhị sư điệt cho người thuốc vị ấy nấy. Tuy lúc đó là tình thế bắt buộc, nhưng dù sao cũng làm ngươi bị thương. Ta Lâm Độ không bao giờ muốn nợ người khác, rồi ấm tay đi. Lâm đạo hữu, ta đến là muốn gửi chiến thư cho người. Trong bí cảnh, người điều khiển cơ thể không phải ta. Ta muốn đánh một trận thật sự với người. 9 năm sau tại trang chủ quần anh hội, chúng ta mượn dịp so tài cao thấp. Hắn nói gì vậy? Hình như là nói hắn muốn đánh nhau với ngươi. Nhưng ta tu luyện trận pháp mà. Ngô đạo hữu, ngươi có hiểu lầm không? Người tốt gì, có thể mang theo giấy viết sẵn, chỉ thiếu tên của chiến thiếp. Chuyện này không có gì đâu. Mời Lâm đạo hữu nhận chiến. Đã đạo hữu đã nhận, vậy chúng ta hẹn gặp lại. Mong đạo hữu 9 năm sau đã kết đan, nếu không ta thắng cũng không thỏa mãn. Hắn nói gì vậy? Hắn coi thường ngươi. Hắn nói 9 năm sau ngươi chưa chắc đã kết đan được, sợ mình thắng không vinh dự. Ý là bảo ngươi dùng 9 năm, tốt nhất là đuổi kịp hắn. Vu Khê, hắn chỉ là tạp tu, hơn ta 10 tuổi. Hắn chiếm lợi thế còn coi thường ta. Tiểu sư thúc, lần sau cứ đánh tiếp hắn. Họ sư điệt à, tông môn ta thường người ta nhập đạo bao lâu thì kết đan? Ngắn thì 5 năm, dài thì 20 năm. Được không, ta hiểu rồi. Năm sau sẽ kết đan, Vu Khê tốt nhất lên về kết đan ngay. Không thì coi như ta thắng không vinh dự. Muốn gửi chiến thiếp cho tiểu sư thúc ta à? Lùi lại đi, người muốn đánh hắn đã xếp hàng từ đây đến thành Định Tử rồi. Này, có thể tung tin, nói ta nhập đạo chỉ có 1 năm không? Nếu ngươi nhập đạo chỉ có 1 năm, người đến tìm người đấu chắc chắn nối đuôi nhau không dứt. Trước khi người chết, đánh bại thiên tài số 1 đủ cho họ khoe cả đời rồi. Ta là bệnh nhân mà. Ngươi trong bí cảnh trông không giống bệnh nhân lắm, nhất là lúc bóp nát sọ tù sĩ cao cấp ấy. Ngươi nói cái sọ đó cứng hơn mặt băng chưa tan không? Sư huynh sao vẫn chưa xong? Sao mãi không về tìm chúng ta? Gửi chiến, thiếp thật sự đã xếp hàng đến cổng thành Định Tử rồi. Ai thách đấu vậy? Người trên bảng thanh vân hoặc trùng tiêu. Miễn là thiên đạo công nhận cuộc so tài công bằng, tên của người thắng sẽ thay thế tên người bị thách đấu. Vì vậy, mỗi người mới lên bảng đều sẽ có người gửi chiến thiếp, gần như đã thành truyền thống của Trung Châu rồi.
Vu Thượng Tông, hầu như không ai thoát khỏi việc bị gửi chiến thiếp. Mũ sư huynh ta cũng vậy, từng có người đứng dưới núi ta 100 năm, chỉ để so tài luyện đan với Giang Lương sư thúc, thay thế vị trí của ông ấy trên bảng trùng tiêu. Rồi sau nữa, người đó không đợi được sư phụ, 100 năm không xuống núi, không gặp người lạ. Tiểu sư thúc, tổng cộng nhận được bao nhiêu chiến thiếp? Không biết, ta đã mắc bệnh nặng, không được cử động, linh lực bị cự tuyệt. Trong tông ta chắc vẫn là Yến Thanh nhận nhiều nhất. À, ta chỉ là kẻ đọc sách, họ cứ đòi đánh đấm với ta. 5 cái thôi, không đáng lo. Linh độ à, không nhiều không ít. 7 cái, 1 tháng đấu 1 cái. Đến tháng 7 hoa phượng nở là đánh xong. Tiểu sư thúc có cần dùng dược liệu gì không? Bán 1 cây thiên phẩm. Biết hàng đấy, có thể luyện chế tăng viên sinh cốt đan bổ sung thiên bẩm. Những cái khác cũng không phải không dùng được, nhưng tác dụng rất nhỏ, không hợp với người lắm. Tự giữ lấy đi, trừ 3 thành nộp cho tông môn, phần còn lại đều cho tiểu sư thúc ăn nhé. Được, nhưng không cần để lại cho mình. Hoặc là đem đến tiệm ký gửi của tông môn cũng bán được giá trời. Mua cho mình ít đồ có ích cho tu hành đi. Nhưng không cần. Nhưng ta linh độ không thích nợ ân tình người khác. Nếu người muốn cho ta, ta có thể trao đổi ngang giá. Nhưng con tự nguyện cho tiểu sư thúc, không cần bất cứ đáp lại nào. Ôi biết ngươi không thiếu, nhưng đường tu hành còn dài, để dành cho mình chút gia sản đi. Tiểu sư thúc dạy ngươi một câu: ân gạo sống, thù gạo chín. Còn một câu nữa là ân lớn tức thù lớn. Tiểu sư thúc ngươi không muốn làm kẻ thù của ngươi. Tiểu sư thúc cũng không muốn ngươi sau này nuôi thêm nhiều kẻ thù. Mỗi người có số mệnh riêng. Nếu bệnh của tiểu sư thúc cần ngươi trộm bảo vật tông môn, chẳng lẽ ngươi còn muốn vi phạm quy định tổ tông? Đâu có nghiêm trọng như sư muội nói vậy. Con còn nhỏ, chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Huống chi Vô Thượng Tông chúng ta đồng môn như tay chân, dù là bảo vật quý giá nhất của tông môn cũng để dành cho người nhà mình dùng. Tình nghĩa đồng môn ta cảm kích rồi. Tục ngữ nói anh em ruột thịt tính toán rõ ràng. Ngoan nào, cây thiên hoa đó coi như ta mua nhé. Ta không thiếu tiền, ngươi không thiếu thuốc, chúng ta hợp tác cùng có lợi. Nhưng sư muội à, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Sư phụ ta có chút tiền, rơi trong cổ thành lượng được một đống. Sao vậy? Vậy không sao. Này, tiểu sư thúc thiếu dược liệu gì? Ta cũng có đây. Có vẻ có người đâm vào thuyền chúng ta. Thiên Ngô, theo ta ra ngoài. 4 đứa các ngươi ở trong này đừng động đậy. Tiểu sư thúc, ngươi không tò mò sao? Vạn nhất bên ngoài có kẻ gian thì sao? Vạn nhất Khuất Nguyên sư thúc gặp rắc rối thì sao? Nếu bên ngoài là tiểu tặc, chúng ta không cần ra ngoài. Sư huynh một mình có thể giải quyết. Nếu bên ngoài là kẻ hung ác, chúng ta càng không nên ra ngoài. Sư huynh giải quyết không được, chúng ta càng không giải quyết được. Điều chúng ta có thể làm là đừng gây rối. Khi cần thiết, tốt nhất là có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta dùng linh kiếm có dấu hiệu của tông môn. Đừng nói là ở Trung Châu, ngay cả trong cả động minh giới cũng không có nhiều người dám gây sự. Vu Thượng Tông, Vân Diệp, Hàn Cách. Tiểu sư thúc, người đây là trận pháp của thuyền này do sư phụ ta sáng tạo, ngay cả sư huynh họ cũng không biết dùng, tưởng chỉ có một lớp phòng ngự. Đám người này có chuẩn bị mà đến, chẳng lẽ là Vân Đạo Khả Vân? Đạo sao dám cướp thuyền của Vu Thượng Tông chứ? Đây cách tông môn còn 2 canh giờ, sư phụ sẽ không sao chứ? Tiểu sư thúc, người đâm vào thuyền của ta, đâm chắc thú cưng của ta, phải cho chúng ta một lời giải thích. Linh kiếm sẽ tự động nhận biết và tránh. Làm sao người chứng minh chúng ta đâm chết xúc vật của các người? Không phải do bị người của các người làm chết sợ. Hừ, rõ ràng là linh kiếm của các người không người điều khiển, đâm vào đuôi thuyền chúng ta. Vừa hay thú cưng nhà ta đang đứng ở đuôi thuyền ngắm cảnh, bị lực phản đẩy từ trận phòng ngự của các người hất xuống đất. Lúc này chắc chắn đã chết rồi. Không xong rồi, uy áp họ phóng ra đã ép chết tiểu sư thúc rồi. Linh độ chết rồi. Sư thúc, tiểu sư thúc chết thảm quá. Thiên vương phải đền mạng. Ta không thể thú cưng bị đâm chết của ngươi. Đứa nhỏ nhà ta bị uy áp ngươi phóng ra ép chết, hôm nay nhất định phải đền mạng cho nó. Ha 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 cô, ngươi muốn đánh nhau à? Không muốn nói lý với ta nữa. Nói lý cái con khỉ, ngươi không phải muốn đánh sao? Được, giấu đầu hở đuôi, loại chuột nhắt rụt rè không xứng làm kẻ thù của ta.